Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Quay qua người cái bên, cười cho phong nụ cười của tình yêu Chúa Giêsu. Nhớ nụ cười tình yêu của Chúa Giêsu quay qua bên. Đây là nụ cười tình yêu của Chúa Giêsu. Chúa là tình yêu và chúng ta là con cái của Chúa. Chúng ta là con cái của tình yêu. Cho nên nói cái gì ra cũng nói từ tình yêu. Nhìn người khác cũng nhìn bằng tình yêu. Nhiều người đi nhà thờ cười người khác mà nụ cười của ma quỷ. Gặp mặt xí. Bắt đầu hôm nay chúng ta đến nhà thờ đem theo cái gì của thiên đàng vào trong nhà thờ. Amen. Tôi cảm ơn Chúa, một sư thành đã và hội thánh tại đây đã rất là rộng rãi trong sự tiếp đón tôi và trong sự giúp đỡ tôi trong việc hầu Chúa. Tôi rất cảm ơn quý vị và thật lòng mà nói tôi hầu Chúa rất là nhiều năm. Ở đây là lần đầu tiên mà người mục sư quản nhiệm kêu tín đồ làm chuyện này. Tôi không bao giờ tôi đi đâu giảng mà kêu người ta dâng tiền cho mình cả. Rất là vui mừng có người nói với tôi rằng em dâng cho cái chúc mừng mục sư $1,000 nữa. Hãy vỗ tay để Chúa đi. Cảm ơn Chúa. Và đây chứng minh điều mà Chúa nói với tôi là thật. Một lần kia tôi có một người bạn là Singapore, là hầu Chúa rất là lâu năm. Bây giờ ông đang nghỉ hưu rồi. Ông đến với tôi và ông chia sẻ một số kinh nghiệm hầu với Chúa. Một trong những chia sẻ kinh nghiệm đó là ông nói với tôi thế này, một sư phong. Tôi biết ông đi Việt Nam và đi đến những nơi nghèo, những nơi vùng quê để giảng và giúp đỡ họ. Và tôi biết hội thánh cũng không giúp đỡ ông trong cái chuyện này. Cho nên tôi có một cái ý kiến đề nghị với ông, kinh nghiệm đề nghị cho ông thế này. Hãy đến những nhà thờ nào giàu để giảng tại đó rồi họ giúp đỡ cho mình. Rồi sau đó dùng cái số tiền để giúp đỡ cho người nghèo. Tôi nghe cũng hay ha. Một tuần sau, Thánh Linh Chúa nói với tôi rằng ai cho tiền con để con đi giảng vậy? Có phải mấy đứa nhà giàu không? Và tôi nói Chúa, không phải. Cho nên từ đó cho đi, khi mà đến một nơi nào đó, tôi thường đem theo những gì đó và tôi gieo vào nơi đó. Khi tôi gặp tiên tri, tôi gieo cho những người tiên tri. Tôi thấy người nào hầu với Chúa đi nhiều nơi trên thế giới, tôi gieo vào chức vụ của họ. Và do đó bởi ân điển của Chúa, tôi đi có người trả tiền. Phải không? Chúng ta gieo gì gặt đó, phải không ? Và tôi cầu nguyện cho quý vị là những người tại đây, những người đã gieo và những cánh cửa, mở cửa cho quý vị trong một vụ tiên tri kinh thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta gieo cho dân cho người tiên tri, chúng ta nhận được phần thưởng của người tiên tri. Tôi cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu khai phóng cho những gì Chúa ban phước cho tôi cũng sẽ là Chúa ban phước cho quý vị. Chúng ta giống như bình thông nhau đúng không ? Chúng ta đổ bên này chúng ta sẽ thông nhau, ăn cái miệng nhưng mà cả thân thể đều được nảy nở. Và tôi cũng cầu nguyện cho Chúa sẽ mở cánh cửa cho quý vị. Mục sư Thành, tôi có lời này cho Mục sư Thành rằng Bình Thuận sẽ là một nơi mà khởi sự Chúa dùng mục sư. Từ nơi Bình Thuận là một cái dấu mốc mà Chúa sẽ mở cho hội thánh chủ sư từ Nam ra Bắc. Người ta nghĩ là Cà Mau là chỗ cuối cùng, nhưng mà Cà Mau là sự khởi đầu cho đi những các tỉnh khác trong danh của Chúa. Là Chúa có cầu nguyện ngày sức dầu cho tôi tớ của Ngài. Bắt đầu từ giây phút này, những hội thánh sẽ được mở ra nhiều nơi. Có những người mà giống như những đứa con mà mồ côi, và họ không có nơi nào nương tựa. Họ tìm thấy một sự thành giống người cha tục linh và nói xin hãy đến và giúp đỡ chúng tôi. Con cảm ơn Chúa về điều này trong danh của Chúa. Bởi vì một sư trung tín trong việc nhỏ, bởi vì một sư đã vâng lời Chúa trong sự nhỏ, một sư đã hy sinh ngay cả những gì mình có. Và
Chúa, bởi vì điều này, cho nên bởi con trung tín cho việc nhỏ, ta sẽ làm cho con, sẽ ban cho con thêm hơn nhiều trong danh của Chúa Jesus. Hallelujah. Có cầu nguyện Chúa dấy lên những nhân sự, những tôi tớ Chúa trung thành, những đứa con trung thành trong hội thánh, để họ cùng khải tượng với mục sư và đi theo tiếng gọi mà Chúa gọi cho hội thánh tại đây. Con cảm ơn Ngài, và chúng con sẽ nhìn thấy được nhiều hội thánh của Chúa phấn hưng Cà Mau, như hội thánh phấn hưng tại Bình Thuận và nhiều nơi khác trong danh của Chúa. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ. Amen. Hallelujah. Một trong cái điều mà Chúa thích làm và Ngài hay luôn làm, dường như Ngài khoái làm, đó là Ngài dùng những kẻ dại để hổ thẹn kẻ khùng. Ngài dùng những người tầm thường để làm những công việc vĩ đại. Ngài luôn luôn dùng những người bé nhỏ nhất và dấy họ lên cái chỗ cao nhất. Gideon là một trong những người đó. David cũng là một trong những người đó. Nếu quý vị là những người bé nhỏ, nếu quý vị là những người tầm thường, nếu quý vị là những người mà dường như không ai coi mình trọng, nhưng chúng ta là những người coi trọng Chúa và đặt Chúa trên hết trong cuộc đời của mình, thì Chúa sẽ dạy chúng ta lên. Amen. Amen. Đối với Chúa, đây là cái nghề chuyên môn của Ngài. Chúa chuyên môn cái chuyện này. Chúa sẽ làm cho chúng ta cảm thấy được rằng cái này chỉ là Chúa thôi, chứ không phải là mình. Amen. Cho đây là điều tôi muốn gửi chúng ta. Mà đi vào trong điều này, thì một điều tôi muốn khích lệ chúng ta thế này. Tôi nhớ một câu chuyện trước đây, và tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta đều biết, đó là câu chuyện dấu chân ở trên cát. Câu chuyện dấu chân trên cát nói đến một người kia, một ngày kia, anh ta nằm trong giấc mơ và thấy mình đi bộ ở trên cát. Và có hai cái dấu chân. Một dấu chân này, ông thấy hai dấu chân. Một dấu chân, ông biết là của mình. Và một chân kia, anh ta biết là của Chúa Giê-xu. Và hai người đi dạo ở trên cát như thế này. Và đi một lúc thì anh ta thấy còn lại chỉ một dấu chân thôi. Còn dấu chân kia, anh không thấy nữa. Chỉ hai cái dấu chân thôi. Và anh nhìn lại trong cái hành trình mà cái lúc mà anh gặp cái hai dấu chân này là lúc mà anh ta đau khổ nhất. Lúc mà anh ta gặp hoạn nạn nhất, lúc anh ta xuống thấp nhất trong cuộc đời của mình. Và anh nhìn lại và anh hỏi Chúa: Chúa ơi, tại sao lúc mọi sự tốt đẹp như vậy, con thấy có Ngài đi với con, trong lúc con đau khổ nhất, trong lúc mà con xuống thấp nhất, Ngài ở đâu, Ngài để con đi một mình? Và Chúa trả lời rằng: không phải lúc đó con đi một mình đâu, nhưng mà ta bồng ấm con. Yeah. Tôi cảm thấy rất được phước và rất được khích lệ, bởi vì trong lúc đó mình thấy rằng mình được an ủi, bởi vì trong lúc đau khổ của mình thì Chúa bồng ấm mình. Nhưng bây giờ tôi không còn nghĩ như vậy nữa. Tôi hỏi chúng ta một câu hỏi thế này: ai là người cần được bồng ấm? Chỉ có em bé mới bồng thôi phải không ạ? Chỉ đứa con nít còn nhõng nhẽo mới bồng thôi phải không ạ? Thứ hai là ai là người đau bồng nữa? Mấy người già đi không nổi, hết xài rồi mới bồng. Và thứ ba, người bệnh tật. Con cái của Chúa, chúng ta muốn mục sư bồng không ạ? Ngay cả nhân sự theo Chúa nhiều năm cũng muốn mục sư bồng. Theo Chúa mấy chục năm, học bao nhiêu môn học, vẫn muốn được bồng. Cho nên nếu quý vị là người muốn được bồng, quý vị là người có vấn đề. Một là con nít, hai là hết xài, già quá già phải người khác bồng rồi, và ba là bệnh. Kinh Thánh Chúa cho chúng ta biết rằng Ngài tập cho chúng ta dương nổi cung đồng. Kinh Thánh Chúa cho chúng ta biết rằng á, Thi Thiên 23 cho chúng ta biết rằng: Đức Giê-hô-va đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh. Khởi đầu của quý vị đó, Chúa sẽ cho quý vị ăn cỏ, nằm trên bãi cỏ, uống nước suối. Và Ngài sẽ dẫn quý vị. Ngài sẽ dùng cái trường và cái gậy để dạy dỗ quý vị.
Rồi không những như thế thôi, Ngài đưa quý vị qua thung lũng bóng chết. Ngài dẫn mà, đầu tiên Ngài dẫn mà. Và Ngài vẫn còn dẫn. Ngài dẫn có nghĩa là Ngài không có nắm tay chúng ta đi nữa, mà Ngài đi trước chúng ta. Chúa Giêsu là người chăn chiên, Ngài đi trước chiên theo sau. Và Ngài dẫn chúng ta đi qua thung lũng bóng chết. Thung lũng bóng chết thôi chứ không có chết. Chỉ có bóng chết trong đó thôi. Và kế tiếp là gì? Ngài dọn bàn cho chúng ta trước mặt kẻ thù nghịch chúng ta. Có nghĩa là Chúa cho chúng ta đối diện với kẻ thù. Chúa cho chúng ta đối diện với nghịch cảnh. Chúa cho chúng ta đối diện với những cái chuyện mà mình tưởng rằng mình xong rồi. À, Ngài dẫn chúng ta đi vào, đi qua thung lũng bóng chết. Rồi kế tiếp là Ngài sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy đẹp. Nào để ý điều này. Nếu quý vị muốn được sự sức dầu, phải đi qua thung lũng bóng chết. Quý vị muốn được sự sức dầu, quý vị phải đối diện với kẻ thù, đối diện với những nghịch cảnh, với những Goliath trong cuộc đời của mình. Nếu quý vị đến đây để học môn tiên tri, thì tôi xin thưa quý vị rằng môn tiên tri là cái môn còn khó hơn tất cả những khác nữa. Bởi tiên tri là những người bị ném đá và những người chết ở cổng thành. Cho nên nếu ai muốn bước vào trong lĩnh vực tiên tri, quý vị sẽ được mài dũa, quý vị tỉa sữa một cách rất là lớn. Và Chúa dẫn chúng ta vào đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh, dẫn chúng ta qua thung lũng bóng chết. Ngài sức dầu chúng ta, chén chúng ta đầy tràn. Và Kinh Thánh cũng đồng thời cho chúng ta biết là Ngài dọn bàn cho chúng ta trước mặt kẻ thù nghịch chúng ta. Có nghĩa là gì? Nếu không có thù thì ăn cỏ hoài, có kẻ thù thì có ăn bằng tiệc. Ai muốn ăn bằng tiệc đâu, giơ tay lên. Ai muốn có bằng tiệc đâu, muốn được Chúa đãi tiệc mình đâu, giơ tay lên. Đó, đó. Tôi cầu nguyện chuẩn bị có nhiều kẻ thù. Có kẻ thù mới có bàn tiệc. À, rồi kết tiếp Kinh Thánh cho cái điều gì xảy ra? À, Kinh Thánh cho tôi ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài, hay là muôn đời, hay là mãi mãi. Chúa muốn chúng ta từ ăn cỏ, ăn tiệc. Chúa muốn chúng ta từ uống nước, mà mé nước bình tĩnh, Ngài cho chén của chúng ta, rượu ngon của Ngài làm cho đầy tràn. Chúa muốn chúng ta từ ngủ bên cái bãi cỏ, Ngài muốn đưa chúng ta vào trong cung điện. Đây là sự huyền nhiệm cho những người để Chúa dẫn dắt mình, chứ không để Chúa bồng mình. Quay qua người bên còn muốn bồng nữa thôi. À, tất cả những khó khăn của chúng ta, tất cả những nan đề trên đời sống của chúng ta, hãy cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, mục sư Thành giao cho quý vị điều gì? Hãy nói, Chúa ơi, mục sư Thành đã giao cho con này, xin giúp con giải quyết nan đề. Đừng mọi nan đề nào chạy đến ông. Hãy tự tìm kiếm Chúa và nhờ Chúa giúp mình giải quyết nan đề. Amen. Chúng ta đến lúc chúng ta trưởng thành rồi, đến lúc mà chúng ta cần phải đứng vững, đứng trong nhà, trở thành những người con trai, con gái trong nhà và xử lý những công việc. Đừng tất cả mọi thứ để hỏi. Amen. À, chúng ta phải biết chúng ta được giao chuyện gì. Thì cầu nguyện xin Chúa giúp con để làm sao con thể giải quyết nan đề này một cách rõ ràng, một cách tốt đẹp. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Rồi. Bây giờ trở lại cái môn tiên tri. Môn tiên tri là cái môn... À, để tôi giải thích chúng ta hành trình của tôi. Tôi đã nói ngày hôm qua, hành trình của tôi trong chuyến đi bắt đầu tiên tri, thì tôi bắt đầu thích tiên tri và tôi muốn người Việt Nam kinh nghiệm tiên tri. Và tôi có một số bạn tiên tri của tôi mời họ về Việt Nam. Tôi lo, có người có tiền họ lo, còn không có tiền tôi giúp tiền cho họ. Tôi dẫn họ đi ăn và tiếp đón họ, sách cặp táp cho họ, dành lấy sách kéo vali cho họ học làm Elise trong thời gian đó. À, tôi cứ có dịp và tôi thấy người làm gì tôi nắm lấy và tôi làm. Rồi đi ăn tôi trả tiền. À, rồi tôi trong khả năng của tôi đến tôi gửi một cái bào thờ cho họ. Tôi làm vậy nhiều năm. Rồi những cái khóa học về tiên tri tôi cũng đi tham dự, tôi học. Sách về tiên tri tôi lấy về tôi đọc. À, có một gì đó mà Chúa làm tôi đam mê và tôi thích thôi. À. Rồi một ngày kia thì có một
tôi dẫn đến một hệ phái để nói tiên tri. Và trong lúc đó thì tôi giải thích cho chúng ta tại sao tiên tri nó quan trọng khi chúng ta làm. Tại vì chúng ta muốn đi theo ân tứ tiên tri, chúng ta phải nghe tiếng Chúa. Đúng không ạ? À, mà cái điều quan trọng nhất là Chúa muốn chúng ta nghe tiếng Chúa cho chính mình trước. Nhiều người nói tiên tri nhưng mà không muốn nghe cho người ta, còn mình nói Chúa biểu gì không nghe. Quay qua cái người kia bên, Chúa biểu mình nghe lời mới quan trọng. À, chứ không phải là mình nói tiên tri cho người khác. Nhiều người thích nói tiên tri người ta, chính mình không nghe tiếng Chúa, không vâng lời Chúa. Đó. Và Chúa đã xử lý tôi rất là nhiều lần. À, một lần kia tôi đi qua Mỹ, tôi mua một cái laptop lúc đó 1,000 đô Mỹ, rất là đẹp. Và tôi lấy đem về. Và khi tôi lấy đem về, tôi hí hửng đem về Việt Nam để mình làm việc. Thì mục sư chỉ có laptop thôi chứ còn gì nữa. Quần áo thì tôi cũng chẳng có màng quần áo đẹp gì cả. Chỉ có là những công việc nhà Chúa thôi. Tôi mua cái laptop về, đem về Việt Nam. Trong khi đem về Việt Nam thì tôi gặp mục sư Bình, ông là người ở ngoài Bắc, ông coi ngoài Bắc. Thì tôi tự động Chúa thôi thúc tôi nói tiên tri cho mục sư Bình. Tôi nói mục sư Bình, tôi thấy rằng Chúa sẽ dùng mục sư đi ra nước ngoài. À, thì ông nói là, đúng rồi, Chúa cũng thúc giục lòng em sẽ được đi ra nước ngoài. Và tôi nói với kế tiếp là nói là mục sư phải học tiếng Anh để mục sư ra ngoài biết cách nói chuyện. Ông nói rằng em cũng cố gắng học tiếng Anh nhiều lần, và nhưng mà tại vì công tác đi thường xuyên cho nên học cứ bỏ dở, nói chừng đăng ký học xong học được mấy bữa phải đi công tác cho nên không học được. Em cầu nguyện Chúa 2 năm nay để Chúa cho em cái laptop. Tôi đi bên Mỹ tốn 3 ngày lựa một laptop, còn mới chưa xài gì bao nhiêu hết. Về tới Việt Nam nói tiên tri cho ông này để ông đi ra nước ngoài. À, và ông nói rằng ông cần laptop. Thánh Linh của Chúa nói tôi rằng phòng laptop, laptop. Chúng nói nhân danh Chúa xuống, hỡi Satan hãy lui khỏi ta. Tôi nghe được tiếng của Chúa. Nhưng mà tôi vẫn còn tiếc. Phải không? À, 3 ngày lội bộ hết mấy cái tiệm bên Mỹ, coi cái nào rẻ tiền nhất, rồi cái nào mà mới nhất, cái nào mạnh nhất và rẻ nhất nữa. À, cái, đem về. Ông mục sư, ông tiên tri giảng đó, ông giảng 3 buổi. Buổi chiều đó ông kết thúc. Thì buổi trưa đó tôi mời mục sư Bình này để mà ăn trưa với nhau. Thì ông kêu tôi, mục sư Phong, tới lúc ông giảng rồi. Tôi nói cái gì? Tôi mời ông về đây ông giảng, ông huấn luyện chứ tại sao ông kêu tôi? Ông không, Chúa nói đủ rồi, về tới ông. Tôi đâu có bài giảng gì đâu. À, tôi suy nghĩ cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Nhưng mà tôi cầu nguyện tôi không ra chữ gì hết trơn á. Tại cái chữ laptop nó dùng như nộp quá. Không xong được bài giảng. Xong cái bắt đầu tôi, Chúa được rồi, con sẽ vâng lời Chúa. À, cho nên lên tòa giảng, cầm cái micro để mà giảng. Nhưng mà bởi vì mình chưa nói chuyện với ông đó là mình cho ông laptop, Chúa vẫn chưa cho giảng. À, cho nên tôi đứng lên, tôi nói, hồi tôi không biết tôi nói gì. Mà cái laptop trong đầu, tôi ngưng lại trong lúc tôi đang giảng và tôi nói rằng, mục sư Bình, Chúa sẽ, Chúa đặt lòng tôi để gửi tặng cho mục sư cái laptop tôi mới mua ở Mỹ. À, sau này tôi sẽ, mục sư chở đi, tôi sẽ giúp mục sư mua luôn cái túi luôn. À, thì sau đó bắt đầu Chúa thăm viếng tôi và tôi bắt đầu giảng. Và cảm ơn Chúa. Và sau buổi nhóm đó, tôi dẫn ông đó đến. Tôi nói rằng, mục sư Bình, ông chọn cái túi nào, ông chọn đi. Bất cứ túi nào ông chọn, tôi trả tiền. Cái người tiên tri hay là người vận hành trong tiên tri phải có tấm lòng của Chúa, thứ nhất là vâng lời. Không để cho cái sự nhắc nhở Thánh của Chúa trong lòng mình đến nhiều lần. Và thứ hai là rộng rãi. Rộng rãi. Rộng rãi. Tại sao như vậy? Bởi vì người tiên tri hay là người mang lấy tiên tri, mang lấy
hình ảnh của Chúa là đấng ban cho không tiếc kể. Và quý vị muốn đi trong tiên tri, mà quý vị muốn đi trong tiên tri mà quý vị keo kiệt đó, quay qua người bên xin lỗi nghe, không có chuyện này đâu. Cho nên quý vị sẽ chắc chắn được phước. Tôi mua túi cho ông xong, tôi trở về, tôi ghé người bạn của tôi, tôi nói, ông biết không, tôi mới mua cái laptop, và Chúa kêu tôi lấy tặng cho ông sư đó. Thiệt à? giờ mình có gì đâu xài. Ông cũng kêu gọi con cái Chúa dâng cho tôi mới, thì cũng chỉ được khoảng 500-600 đô vậy đó. Tôi về về hội thánh, thì con cái Chúa trong hội thánh nghe một sư kể cái chuyện mà, nhưng mà tôi kể, tôi không phải là kể trong chữ mà tiếc nuối nha, tôi không kể trong cái chuyện mà giống như là mình tiếc nuối cái laptop đó, mình kể trong sự vui mừng bởi vì mình có cơ hội để mình vâng lời Chúa. Một người tín đồ trong hội thánh của tôi nói rằng, một sư để một sư coi cái laptop nào được một sư mua đi, em trả tiền. Tôi nói cảm ơn anh, nhưng tôi im lặng, tôi không nói gì. Tôi nói, Chúa, con đưa cho người ta tặng tay, người ta phải đưa con tặng tay chứ. Tuần sau người đó đem đâu 1000 đô để đưa tôi. Cho nên số tiền tôi nhận nhiều hơn là số kia. Và từ đó trở đi, cái thỉnh thoảng tôi nhận cái laptop mới. Thỉnh thoảng nhận cái laptop mới. Quay qua cái bên, Chúa chơi đẹp lắm. Cho nên khi mà chúng ta nghe được tiếng của Chúa đó, và chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta làm theo đó, cuộc đời chúng ta rất là có phước. Amen. Và để trở thành người tiên tri của Chúa, chúng ta phải là người mà luôn luôn muốn vâng lời Chúa. Chúa nói gì chúng ta sẵn sàng vâng lời, Chúa thôi thúc lòng chúng ta cái gì chúng ta làm. Và đồng thời không những vậy thôi, chúng ta bày tỏ ra đức tính của Đức Trời cho người khác. Và trong đi trong tiên tri nữa, tôi muốn nói chúng ta, tôi cảm thấy chưa muốn nói để mà giảng, nhưng mà tôi sẽ nói cho bài học sau. Nhưng mà tôi muốn nói chúng ta nắm được cái cội rễ của tiên tri. Và nếu chúng ta nắm được cội rễ của tiên tri, chúng ta sẽ là người nghe tiếng Chúa và là của con người của dấu kỳ và phép lạ. Bởi tiên tri đi trong phép lạ không à? Quý vị thấy những điều mà mình chưa bao giờ mà xảy ra trong đời sống của mình. Và một trong những điều đó, quý vị phải giữ mình thật là trong sạch. Đừng để tiền bạc, đừng để tình cảm, đừng để cái gì đó ảnh hưởng cho đời sống của mình. Đừng để danh vọng làm ảnh hưởng cho đời sống của mình. Đừng tìm kiếm sự khen ngợi của con người. Đừng tìm kiếm sự vỗ tay của con người. Đừng tìm kiếm chức vụ, đừng tìm kiếm một cái chỗ nào đó mà mình được ăn sang ở rộng. Bất cứ chỗ nào tôi ở được, tôi từng Việt Nam, tôi đi Việt Nam mà tôi ngủ dưới đất, không có gì cả. Đừng bị muỗi cắn. Cho nên tôi là gốc, tôi là người Cà Mau, và trước khi rời Việt Nam tôi đi Cà Mau, tôi xuống dưới Tân Đức, tôi xuống dưới những cái vùng mà cái gì đó quá quên rồi. Và ngủ trong cái mùng mà bằng lưới mà bị cắn hoài, hoặc tìm hoài không có mũi nào nó cắn mình, mò hoài mới khám phá là mấy con bồ mắt. Nó chui vô mùng, nó vuốt một cái là nó đỏ tai. Tôi hiểu. Quê hương của tôi cũng là ở Cà Mau, một phần nào ở Cà Mau. Bên ngoại, bà ngoại tôi là quê hương Cà Mau à. Cho nên đối với tôi là, nếu hầu Chúa, môi trường tốt, hallelujah. Môi trường xấu cũng hallelujah. Bởi mình đã trao cuộc đời mình cho Chúa rồi, đúng không ạ? Cho nên quý vị là những người nhân sự, hãy thỏa lòng. Thỏa lòng là một cái lợi lớn. Bởi vì mình đi trong tiên tri. Tôi nói tiên tri cho những người mà họ trở nên rất là giàu, nhưng mà sau đó không làm gì cho mình hết. Chúa cám, cái sự cám dỗ đến mình, tại sao người đó biết ơn mình vậy? Nhờ tôi nói tiếng tri anh mới được gì? Không, nhưng mà dập im cái tiếng nói đó. Mình chỉ là cái miệng của Chúa. Chúa muốn nói gì chỉ dùng cái miệng mình nói rồi. Đừng bao giờ coi mình quan trọng. Amen. Thậm chí không bao giờ trở lại cảm ơn mình cũng không sao. Mình biết ơn Chúa ngày nào Chúa còn sử dụng mình, đó là điều quý giá. Đừng bao giờ tìm kiếm những người giàu có, bởi vì tôi có tiên tri, tôi kiếm người giàu, tôi nói tiên tri cho họ.
Đây là cám dỗ cho rất là nhiều người đi trong tiên tri. Chúa dạy tôi về về ông Elise như thế này. Khi Na-man bị bệnh phung và được cái cô gái đầy tớ nói cho ông biết là bên Israel có một người có thể chữa lành cho ông. Ông xin vua Asri gửi một lá thơ đến vua Israel để giới thiệu cho ông gặp một người của Đức Chúa Trời để mà người này chữa lành cho ông. Và khi mà cái lá thơ của vua Asri đến cho vua Israel, cả mọi người đều, ông vua đều hồi hộp rung động, ở tại đâu có một người như thế này. Nếu mà mình tìm không ra người này, hai nước có thể chinh chiến với nhau. Và sau đó họ, ông biết được đến gọi là tiên tri Elise. Và chỉ cho Na-man đến gặp Elise. Elise làm gì biết không? Ông ở trong nhà không thành ra. Ông kêu tên đệ tử của mình đi ra và nói rằng thầy của tôi nói rằng ông xuống sông Giô-đanh tắm 7 lần, ông sẽ hết bệnh. Ông Na-man giận quá, ta là một vị tống binh của Assyria, tại sao không tiếp đón ta? Tại sao không ra và làm phép này phép kia chứ chạy tên đệ tử ra? Chúng ta thấy không? Hầu vị Chúa đừng bao giờ tìm kiếm vị trí, đừng tìm kiếm ảnh hưởng, đừng tìm kiếm sự tôn trọng của con người. Nếu quý vị giữ được cái điều này trong lòng của mình, quý vị sẽ là người rất được phước. Chúa sẽ sử dụng quý vị rất là đặc biệt. Và quý vị sẽ trở thành những người đem phấn hưng đến rất là nhiều nơi. Solomon nói rằng khá giữ hay là hãy giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống từ nơi đó mà ra. Hãy là một mạng lệnh, hơn hết là không có gì bằng. Giữ tấm lòng chúng ta hơn là giữ vợ, giữ con, giữ nhà, giữ tài sản. Bởi vì ngày nào tấm lòng chúng ta còn tốt, còn đẹp lòng Chúa, thì phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ đuổi theo sống. Nhưng mà ngày nào tấm lòng chúng ta có vấn đề, khi chúng ta phá sản thuộc linh, phá sản thuộc thể, đầu tư thuộc linh thì sẽ đầu tư được thuộc thể. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Trước hết có nghĩa là tìm kiếm nước Chúa, sự công chính hơn là tìm kiếm nhà cửa, tìm kiếm sự ăn công ăn, sự nghiệp hơn tất cả mọi thứ. Tìm kiếm nước của Chúa trước, rồi Ngài sẽ ban cho thêm. Nhiều người theo Chúa một thời gian được thêm rồi, tới một thời gian nào đó không còn thêm nữa mà cứ bị trừ, cuối cùng còn nhất. Quay qua người kế bên, đầu tư thuộc linh, phước hạnh thuộc thể. Câu sau: phá sản thuộc linh, phá sản thuộc thể. Nhiều người chúng ta đi hầu với Chúa trong chức vụ và chúng ta coi trọng chức vụ của chúng ta nhiều hơn là coi trọng sự hiện diện của Chúa. Mục vụ chỉ là công việc của Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời đấng quan trọng hơn công việc của Ngài. Cho nên nhiều khi chúng ta dành thời gian gặp gỡ Chúa và gặp gỡ Chúa nhiều hơn gặp gỡ công việc và con người. Amen. Cho nên đây là một phần rất quan trọng của nền tảng tiên tri. Nền tảng tiên tri là để chúng ta đến gần với Chúa, trở thành bạn của Ngài, chứ không phải là cái người nô lệ hay là một người đầy tớ của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu nói rằng ta không muốn gọi các ngươi là đầy tớ nữa. Ngài muốn chúng ta làm bạn của Ngài. Đầy tớ thì sai đâu làm đó. Bạn chia sẻ cái lòng của mình và bạn gánh vác công việc cho nhau. Amen. Chúng ta cùng cầu nguyện như này. Hãy bắt đầu cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, con khát khao trở thành bạn của Ngài. Con khát khao để mọi người liêm chính ngay thẳng. Chúa xin giúp con.
Chúa ơi, xin tha thứ cho con. Xin tha thứ cho con. Thánh Linh ơi, con cầu nguyện Ngài đem sự hiện diện của Chúa Jesus vào trong thời giờ này. Ngài đem sự hiện diện của Chúa Jesus vào trong thời giờ này. Cho mỗi người con, chúng con gặp gỡ được Ngài. Được ở trong sự hiện diện vinh hiển của Ngài. Chúa ơi, lòng của chúng con muốn trở thành bạn của Chúa nhiều hơn là làm người lao công, làm người đầy tớ của Ngài. Thánh ơi, xin giúp chúng con học cách làm sao để trở thành bạn của Ngài và trở thành một người bạn tốt của Ngài, để tất cả những gì Ngài đặt trong lòng của Ngài, Ngài sẽ chia sẻ cho chúng con. Những gì Ngài muốn làm trên đất này, Ngài sẽ nói với con rằng: con ơi, có thể làm chuyện này cho ta không? Sự hiện diện Chúa đang có tại đây. Hãy giơ tay lên nói Chúa ơi. Hãy nói với Chúa. Có những người tại đây, chúng ta đã từng là người cô đơn và không có ai làm bạn với chúng ta. Chúng ta đã từng những người bị cha mẹ ruồng bỏ. Bị người khác coi thường và không ai muốn chơi chúng ta bởi vì chúng ta nghèo. Bởi chúng ta không có gì cả. Nhưng hôm nay Chúa Jesus mời gọi chúng ta. Con ơi, con có muốn làm bạn với ta không? Chúa Jesus đứng ngoài cửa và Ngài gõ. Ngài muốn chúng ta mở cánh cửa ra, mời Ngài vào, để Ngài cùng giữ bữa tối với chúng ta. Chúa ơi, con muốn làm bạn của Ngài, người bạn thật thân của Ngài. Shalababa ko 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 ko. Shiki ko 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 ko. Sự hiện diện của Chúa Jesus có mặt tại đây. Ngài đang đi qua đi lại. Và Ngài đang kết bạn với những ai muốn làm bạn với Ngài. Khi ai trở thành bạn của Chúa Jesus thì tất cả những năng đề của người đó trở thành năng đề của Ngài. Ngài sẽ giải quyết những năng đề của những người đó. Những khó khăn của những người đó
sẽ là những khó khăn mà chính Chúa giải quyết cho họ. Hướng về Chúa, đừng nhìn ai hết. Chúa đấng chúng ta muốn hướng về Ngài. Chúa không phải người bạn xấu như con người mà chúng ta có. Người bạn đời này sẽ bạc đãi chúng ta, lợi dụng chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu không phải như vậy. Hãy đến nói với Chúa Giêsu, nói Chúa Giêsu có muốn kết bạn với Ngài. Con không muốn rời xa Ngài. Nói Chúa ơi, con yêu Ngài hơn cả mọi điều. Hãy giơ tay hướng về Chúa. Và công bố tại sao tôi cảm ơn Đức Thánh Linh đã sức dầu cho con. Con đón nhận sự sức dầu này để được nghe tiếng của Ngài, để nói theo những gì mà Ngài phán với con. Con tiếp nhận sự sức dầu này để con trở về nhận sự bứt phá trong mọi lĩnh vực đời sống của con, từ gia đình, công việc làm và cả mục vụ nữa. Xin Chúa Thánh Linh hãy khiến cho đời sống con trở thành phép lạ cho nhiều người, và danh Chúa Giêsu được tôn cao. Con cảm ơn Chúa, con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Khi Saul đến gặp tiên tri Samuel, Samuel sức dầu cho ông và nói rằng Đức Chúa Trời sức dầu cho con để con chỉ huy dân Ngài. Và sau đó Samuel mới nói Saul rằng con hãy đi đến một cái chỗ nơi các tiên tri đang nhảy múa hát thờ phượng, con sẽ trở nên một con người khác và con sẽ nói tiên tri. Sự sức dầu của quý vị nhận được ngày hôm nay nó sẽ giúp cho chúng ta trở nên một con người khác. Quyền Tin Lành không phải là một tôn giáo để chỉ nói không, chỉ nói bằng miệng không, mà Tin Lành là quyền phép cho bất cứ ai tin. Cho nên khi chúng ta nhận sự sức dầu này, chúng ta tin rằng khi mình trở về, mình được bứt phá lĩnh vực nào thì nó sẽ là Tin Lành cho chúng ta cho điều đó. Và khi Saul đến gặp những tiên tri này, và Kinh Thánh cho biết là ông nhảy múa, ông hát thờ phượng Chúa, thì ông bắt đầu nói tiên tri. Và người ta nhìn vào Saul nói tiên tri và họ nói một câu thế này: Saul há không thuộc vào hàng tiên tri sao? Một người bình thường không thể nào nói tiên tri, chỉ khi nào tiên tri mới nói tiên tri. Nhưng mà sự sức dầu là một. Thứ hai là Saul đi vào trong sự hiện diện của Chúa, ông thờ phượng Chúa, ông mới trở nên con người khác. Cho nên khi chúng ta đến đây, chúng ta nhận được sức dầu. Mức độ bứt phá của chúng ta khi trở về lệ thuộc vào mức độ chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa. Khi một người bước vào trong sự hiện diện của Chúa,
và Chúa ngàn ngự giữa sự ngợi khen và thờ phượng, tất cả hoàn cảnh chúng ta sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ di chuyển từ cái chỗ này đi đến một chỗ khác. Hãy tưởng tượng ông Obed-Edom chỉ rước cái rương nhà ước của Chúa về trong nhà mình trong 3 tháng, và tiếng đồn của ông lan đến tới tận thành Jerusalem, và David đang nghe, và ông bắt buộc ông muốn một ngày phải rước cái rương nhà ước về nhà mình. Xin giữ im lặng cho tôi chút nữa nhé. David bắt buộc phải rước cái rương nhà ước về nhà mình. Cho nên bắt đầu hôm nay tôi ước ao chúng ta sau khi sức dậu về, khao khát được ở trong sự hiện diện của Chúa. Hội thánh đây tôi tin là có thập canh. Hãy làm sao cái thập canh này luôn luôn có người ở trong sự hiện diện của Chúa. Amen. Cho nên khi một khi chúng ta sức dậu trở về, chắc chắn chúng ta sẽ đối diện với những khó khăn. Đừng nghĩ rằng mình sức dậu về mọi sự tốt. Bởi khi chúng ta sức dậu về thì ma quỷ sẽ tìm chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sau khi Chúa Giêsu được Thánh Linh Chúa ngự trên Ngài, thì Chúa Giêsu đưa Ngài vào trong đồng vắng để chịu thử nghiệm. Và khi Chúa Giêsu đến vượt qua cám dỗ rồi, bắt đầu tiếng đồn của Ngài lan ra, Ngài đuổi quỷ, Ngài chữa bệnh, Ngài trở về Luca đồng 4, Ngài trở về tại Nazareth, và Ngài nói Thần Đức Trời ngự trên ta, Ngài sức dầu cho ta để làm gì? Giải phóng, để giảng tin lành cho người nghèo, để giải phóng những cầm tù, những người bắt bớ, những người hạ hiệp. Cho nên sức dầu không phải chỉ cho chúng ta không mà thôi, mà sức dầu mà chúng ta nhận được cho người khác, cho những người mà bị bắt bớ, những người mà bị cầm tù, cho những người nghèo khó. Nhiều năm về trước, tôi nghĩ còn cỡ 20 mấy năm về trước, tôi đến Cần Giờ và một hệ phái mời tôi đến đó để giảng. Tôi đến giảng mà lúc đó tôi thấy nhà thời đó chỉ có 1 tầng thôi, 1 tầng 2 tầng gì đó. Và khi tôi đến đó và tôi giảng, và Thánh Linh Chúa tuôn đổ xuống và Ngài khiến tôi nói tiên tri. Và tôi nói tôi thấy tại đây có nhiều tòa lâu đài rất lớn, nhẹ nhàng, rất cao lớn mọc lên. Tôi nói rằng tôi thấy rất giống như một thành phố vậy đó, tòa lớn đâu lên. Rồi sau đó tôi nói với cái người mà quản nhiệm hội thánh đó, lúc đó chưa là mục sư, tôi nói tôi thấy chú sẽ cho thay một cái ở đây tải lên mọc lên nhà thờ. Và tôi dòm cái căn nhà đó ở dưới này nó giống như nhà dách, nhìn thấy bên ngoài luôn. Tôi nói xong, ôi mình nói gì á? Mình nói gì á? Làm sao cái nhà thờ, cái căn nhà này làm sao nhà thờ được? Nhưng mà khi Chúa sức dầu rồi, Ngài nói rồi, thì Ngài chắc chắn Ngài sẽ làm. Amen. Amen. Ngài điều gì Ngài nói, Ngài sẽ làm. Do đó chúng ta cần phải giữ đời sống của mình để chúng ta nghe tiếng của Chúa thật rõ ràng. Ngày hôm nay rất là nhiều người giàu có nhưng họ phá sản. Tại sao vậy? Họ hôn nhân họ đổ vỡ, vợ lý dị, con cái đi lung tung. Tại vì họ khởi sự tốt từ đầu tiên tìm kiếm Chúa, nhưng sau đó nhà cửa, tiền bạc, sự nghiệp trở thành một cái đối tượng cho họ. Trước đó họ gần vào trong chỗ cầu nguyện, họ thờ phượng Chúa, và lắm khi họ không nghe được tiếng Chúa, nhưng mà Chúa dẫn họ, khiến cho họ có những cái điều do từ nơi Chúa khiến cho họ, và họ có những quyết định, họ trở nên giàu có, họ trở nên thành công. Nhưng đời sống sau này họ không còn gần gũi Chúa nữa, và tiếng của Chúa, cái nóng cháy không còn nữa, và khi lòng nóng cháy của trong không còn nữa, thì cái tiếng nói của Chúa trở nên phai nhạt dần, và tiếng nói của thế gian càng ngày càng tăng lên, và họ bị ma quỷ dẫn dắt, và càng quyết định sai lầm nhiều, thì họ cố gắng làm sao để sửa sai. Tôi khuyến khích chúng ta, nếu ai có lỡ quyết định sai một vài lần, lúc đó biết rằng dấu hiệu Chúa không còn ở với mình nữa. Chúa vẫn còn ngự trong lòng chúng ta, nhưng mà Chúa không ở với chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết có 3 điều Thánh Chúa ở với chúng ta. Thứ nhất là Ngài ở trong chúng ta. Ngài hứa là Ngài ở với chúng ta, là Ngài đi với chúng ta. Và thứ ba là Chúa giáng xuống trên chúng ta.
Cho nên Chúa hiểu làm gì không thành công. Có nghĩa trong tâm linh của mình nguội lạnh rồi, Chúa không còn đồng công với mình nữa, Chúa không còn giúp đỡ gia đình của mình nữa, Chúa không còn làm ơn cho chồng, cho vợ, con cái mình nữa, Chúa không còn làm ơn cho hội thánh mình nữa, Chúa không còn làm ơn cho công việc làm ăn của mình nữa. Dấu hiệu, có những dấu hiệu thất bại, đó là dấu hiệu Chúa đang rời mình rồi. Quay trở lại liền. Amen. Quay trở lại với Chúa liền. Chúa ơi, con muốn trở lại với Chúa. Chúa xin giúp bằng mọi cách. Chúa kéo con trở lại. Con xác thịt này nó không muốn trở lại với Chúa đâu. Con người xác thịt này nó có nhiều cái đam mê, nhiều cám dỗ. Con không thể nào trở lại với Chúa nếu Thánh Chúa không giúp con. Xin giúp con, xin giúp con, xin giúp con. Chúa sẽ kéo chúng ta trở về. Còn không thôi, chúng ta giống như cái xe mà xuống dốc mà Đức Thắng. Chờ một lúc nào đó đụng cái rầm tan xác. Ai nhớ được này? Nhiều người hỏi khởi sự nghe tiếng Chúa và nói tiên tri, nhưng mà họ nói tiên tri nhưng lòng họ xa Chúa. Và sau đó họ nói cái gì? Có thể từ nơi tà thuật, linh đồng bóng sẽ nói chuyện qua họ. Amen. À, chúng ta có bài học thỉnh dở ra. Trang thứ 31, tôi muốn nhấn lại điều ngày hôm qua tôi đã nói. Là Chúa cho chúng ta biết rằng ân tứ tiên tri rất quan trọng với hội thánh. Cái thù chúng ta biết rất rõ về điều này. Cô tôi dứt đoạn 14 câu 3. Còn như kẻ nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi. Lời tiên tri là cái lời đem đến cho người ta sự gây dựng, sự khuyên bảo, sự an ủi. Không phải đến làm cho người ta sợ. Nếu ai đến nói tiên tri mà chúng ta sợ đó, Chúa không bao giờ hù dọa con cái ngài. Cho nên lời tiên tri phải đem đến người ta khích lệ, nâng đỡ. Ngay cả sự la rầy quở trách cũng kèm theo sự khích lệ, nâng đỡ. Thí dụ như tôi gặp một người nào đó mà người đó xa Chúa, người nào đó không đi trong sự kêu gọi của Chúa, mà Chúa cho tôi nhìn thấy về người đó và tôi tìm thấy người đó đó, Chúa cho tôi tìm thấy những thất bại của người đó, tôi sẽ không nói rằng anh bỏ Chúa cho nên anh sẽ gì. Tôi sẽ không nói vậy. À, nhưng mà tôi nói tôi thấy hình ảnh của anh mà Chúa cho cái gì tôi đó là dĩ nhiên là anh đang bị thất bại cái này thất bại kia, nhưng mà Chúa muốn nhắc nhở anh rằng Chúa có một chương trình dành cho anh, chương trình bình an thịnh vượng không phải tai họa, chương trình cho anh một tương lai đầy hy vọng. Anh đi con đường đó không phải không có sự bảo vệ của Chúa đâu, không sự che chở của Chúa, không sự chúc phước này, đây con đường này anh đi nè. Cho nên tiên tri luôn luôn định, dù là cái người đó có sai cách mấy, nhưng luôn luôn chỉnh người đó, định hướng người đó lại đi theo ý muốn của Chúa. Cho nên có những người mà họ công bố họ tiên tri, nó thấy anh bị tai nạn và không sao đó, người đó bị tai nạn thiệt. Chúng ta để ý có những khi ma quỷ nó đang mượn những người tiên tri giả để mà khai phóng lời tiên tri, và ai tin ai sợ thì dính cái đó. Cho nên trong hội thánh chúng ta, nếu mà ai mà trong hội thánh mà nói tiên tri điều này đó, báo một sự liền. Ok. Và một sư sẽ đến nói với đó, tôi nhắc anh điều này, tôi không muốn anh nói tiên tri trong hội thánh nữa. Và nói tiên tri đi vòng vòng vòng, có người tiên tri đi vòng 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 nói người này kia. Nếu mà gây dựng trong các buổi nhóm, ok, tốt. Nhưng mà nếu mà lời tiên tri mà đem đến sự lộn xộn, chúng ta phải chấm dứt ngay lập tức. Bởi vì đó là những cái men làm hư dậy đám bột. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta khao khát, chữ khao khát trong tứ tiên tri có nghĩa là ước ao, khao khát, nung nấu với sự nóng giận, ganh tị, thèm khát, tìm kiếm làm sao có được. Như vậy có nghĩa là các ân tứ của Thánh Linh của Chúa đóng một vai trò rất là quan trọng trong hội thánh. Bởi vì Phaolô nói rằng hãy đeo đuổi tình yêu thương, khao khát các ân tứ Thánh Linh, đặc biệt là ân tứ nói tiên tri, hay còn có nghĩa là chức vụ tiên tri. Bởi vì ân tứ này dùng để gây dựng,
Và ân tứ này đem đến giải quyết những cái thắc mắc, những cái nan đề của người khác. Hãy nhìn xem trong cái thánh đó, người đàn bà bị bệnh, người đàn bà mà quá có hai đứa con bị người ta bắt đi làm nô lệ bởi vì bà mắc nợ. Gặp tiên tri Elise, ông nói bà còn gì trong tay, bà nói tôi còn chút dầu. Bà nói ông là đi mượn tất cả bình, giờ bình, cái bình ở đây rồi đóng cửa lại và đổ dầu vô. Khi chúng ta đối diện với tiên tri, nếu như hội thánh tại đây, nếu như Cà Mau, nếu như Việt Nam, chúng ta được dấy lên những tiên tri đó, bất cứ ai có năng đề nào, chúng ta là câu trả lời cho người đó. Nếu Việt Nam chúng ta chú dấy lên những tiên tri, chúng ta là người giải quyết nan đề của quốc gia. Hãy nhìn xem tiên tri Joseph, vấn đề giấc mơ của ông vua Nebuchadnezzar, không ai giải được giấc mơ của ông. Ông bước ra, ông giải giấc mơ, giúp cho quốc gia không còn bị hạn hán trong suốt 7 năm. Hãy nhìn xem Daniel, vua Nebuchadnezzar nằm giấc mơ, không giải được giấc mơ đó. Và ông giận quá, ông giết hết mấy tên ăn hại, là những tên mà những người thông thái trong thời đó. Ông quyết định giết hết. Nhưng Daniel bước ra, cái câu trả lời mà tìm được giấc mơ của vua Nebuchadnezzar đó, cứu được tất cả quyết của những người, trong đó mạng sống của ông. Và đồng thời Chúa dấy ông lên làm quan cai trị tỉnh Babylon. Tôi muốn nói với chúng ta, đã đến thời kỳ chúng ta nhận biết rằng những con cái của Chúa là câu trả lời cho thế gian bên ngoài. Hội thánh của Chúa phải là ánh sáng cho thế gian và phải là cái thành ở trên ngọn đồi. Và cho nên chúng ta sẽ là hy vọng cho người khác. Khi ai có bệnh tật, hai anh chị này đứng lên đây mà làm chứng, khi người nào có bệnh tật và họ không còn có đường nào hết, và khi một sư thanh đến cầu nguyện cho họ, họ được chữa lành, họ đem hy vọng trong chỉ gia đình không, nhưng mà khởi sự đem hy vọng cho Bình Thuận. Quý hiểu không ạ? Cho nên chúng ta là con cái Chúa, là tín đồ của Chúa, chúng ta không phải là những người khi nan đề đến, hoàn cảnh đến, chúng ta chạy trốn, thất tình cái đi tu. Ông gì nhà giàu gì ở đây mà tôi nghe nói nổi tiếng là ông cầm tiệm cà phê gì đó, rồi buồn chuyện người cái đi tu. Chúng ta không phải là người trốn tránh. Cho nên muốn không trở thành người trốn tránh, chúng ta phải được đầy dậy tinh linh, chúng ta phải nghe tiếng Chúa và trở thành câu trả lời cho người khác. Quay qua người kia bên, hãy trở thành câu trả lời cho người khác. Cho nên ân tứ tiên tri rất là quan trọng, bởi sao chúng ta nghe tiếng Chúa, chúng ta biết được nan đề của người khác, chúng ta giải quyết nan đề cho người khác. Cho nên trong sự mặc khải tiên tri, cái đây ít lâu tôi trong chuyến đi tôi gặp một sư thành lần đầu tiên đó, tôi cầu nguyện từ Bắc vô Nam đó. Và sau khi tôi chia sẻ xong ở tại hai phòng, thì có một người đến với tôi, nói một sư Phong, xin một sư cầu nguyện cho tôi. Tôi nói là tôi không có thời gian, bởi vì tôi phải lên xe bus và xe bus đang chờ tôi, tôi không thể đi cầu nguyện nhanh được. Nói một sư phải cầu nguyện cho em, một sư không cầu nguyện cho em không xong. Tôi thấy cũng rất là tội anh, bởi mấy người kia ra mà xe rồi còn mình tôi trở lại. Tôi nói vậy chứ anh cái chuyện gì mà tới dữ vậy? Anh nói rằng tôi đang mắc nợ và tôi bị phá sản nếu không giải quyết được. Tôi nói rằng anh tin là Chúa đấng có thể giúp anh giải quyết nợ này không? Anh nói tôi tin. Tôi nói chắc chắn không? Anh nói chắc chắn. Tôi nói anh có chắc không? Nói chắc. Tôi nắm tay anh lời, tự nhiên Thánh Chúa chạm đến tôi nắm tay anh xong, nhân danh Chúa sẽ còn tuyên bố rằng Chúa giải quyết nợ cái này trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Tôi vừa ra khỏi, ồ nãy mày nói gì vậy? Anh nó mắc nợ thì phá sản, tôi biết giàu có bao nhiêu, tiền bạc bao nhiêu, mà trong vòng 24 tiếng đồng hồ mình đứa nói gì vậy? Nhưng mà sau đó mấy năm sau thì tôi được nghe nói rằng, kể lại là chưa tới 24 tiếng đồng hồ, có người khác đến ký cần một cái hợp đồng cho anh ta và giải quyết tất cả cái nợ. Hallelujah. Cho nên chúng ta phải là câu trả lời cho người ta. Và để câu trả lời cho người khác, chúng ta phải khởi sự làm bạn với Chúa. Chúa ơi, con có người này, con biết con làm gì đây, Chúa chỉ cho con đi.
Chúa sẽ nói với chúng ta, và chúng ta nói một câu xong. Amen không? Chúa rất là khôi hài. Chúa rất là khôi hài. Chúa rất muốn người khác biết những gì mà Ngài nói cho họ. Bữa lần kia tôi gặp một cái anh này, anh nói rằng: thầy thầy, xin thầy cầu nguyện cho em có vấn đề này, em không biết phải giải quyết thế nào. Tôi vừa nắm tay anh ta, Chúa được cho tôi câu nói: điều con xin đó là điều con muốn, không phải con cần. Điều con xin ta đó là điều con muốn, không phải con cần. Tôi nói y chang giống vậy. Tôi đâu hiểu chuyện gì đâu. Thì Chúa cho gì mà nói vậy thôi. Vừa nói xong, amen, amen, phải rồi. Tôi hỏi chuyện gì vậy? Đó. Anh này lúc là 37, 38 tuổi, anh thương kia cô 18 tuổi. Cho nên á, cái điều con muốn không, điều con cần. Điều đó không phải cho con. Bạn nào, cảm ơn. Cho nên giống khi quý vị sẽ có những câu trả lời mà quý vị không hiểu câu trả lời đó là gì. Bởi vì Chúa dành cái câu đó cho người kia, chứ không phải dành cho mình. Cho nên tiên tri đóng một vai trò rất là quan trọng. Chúng ta sẽ là câu trả lời cho nhiều người. Trong câu tôi nhất là 14 câu 31 thế này: vì anh em đều cứ lần lượt mà nói tiên tri được cả, để ai nấy được dạy bảo, ai nấy được khuyên lớn. Tại sao tiên tri quan trọng, tại sao cần thiết? Để ai nấy đều được dạy bảo và ai nấy đều được khuyên lớn. Cho nên trong thời kỳ cuối cùng, Chúa muốn chúng ta vận hành trong ân tứ tiên tri. Ngài nói rằng trong thời kỳ cuối cùng, Ngài đổ thần của Ngài trên mỗi loài sa tịch. Để cho để người trai trẻ, người gái trẻ, người tôi trai, người tớ gái đều nói tiên tri. Ngay cả người già cũng sẽ thấy khải tượng. Amen. Quay qua người của bên, anh chị đủ tiêu chuẩn nhận sự mặc khải của Chúa. Trang 33 nha, ân tứ tiên tri về ao ước và thèm khát hơn tất cả các ân tứ khác. Phaolô dạy về trong Thê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 20: chứ khinh dễ các lời tiên tri, đừng coi thường lời tiên tri. Khi Chúa nói với chúng ta điều gì, có nghĩa là Chúa muốn đem sự bứt phá cho chúng ta, hoặc là Chúa muốn đem sự bứt phá cho một ai đó. Cho nên khi chúng ta nghe lời tiên tri, chúng ta xin Chúa giúp cho con, để con có thể nắm lấy lời tiên tri này. Xin cầu nguyện chút xíu, tôi cảm thấy có những sự cản trở tại đây. Thì tôi nói lời của Chúa. Nhân danh Chúa Jesus Christ, con cầu nguyện huyết Chúa Jesus bao phủ lấy nơi này và tất cả mọi công việc nào gây sự phân tâm, gây sự lộn xộn trong tâm trí dân sự, hãy rời xa ngay lập tức trong danh của Chúa. Thánh Chúa cũng nhờ cậy Ngài giờ này, sai đạo bên thiên sứ của Ngài đến và đem lời Chúa cho dân sự Ngài. Ngày này con cảm ơn Chúa. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Giê-xu-phát bị kẻ thù vây chung quanh ông, ba nước vây chung quanh ông. Ông kêu dân sự Chúa là hiệp một lại cầu nguyện. Và khi họ quay lại hiệp một cầu nguyện, Kinh Thánh cho chúng ta biết điều gì, quý vị biết không? Có một lời tiên tri được nói ra là kêu là phải đi dẫn cái ban thờ phượng, khiên rương giao ước đi trước ngợi khen thờ phượng Chúa. Và Giô-sơ-phát nói trong sự ký nhì đoạn 20 câu 20 thế này: hãy tin tưởng Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ đứng vững. Tin nơi Chúa đứng vững, nhưng tin nơi tiên tri các ngươi sẽ thành công. Có nghĩa là nếu chúng ta tin Chúa thôi, chúng ta chỉ đứng vững thôi. Chúa bảo vệ chúng ta an toàn. Nhưng mà tin nơi tiên tri chúng ta thành công. Bởi sao? Tiên tri là sự mặc khải của Chúa giúp chúng ta giải quyết nan đề. Tiên tri của Chúa là sự mặc khải Chúa để chúng ta đi tới phía trước. Và chúng ta sẽ nói đến điều này làm sao để chúng ta nghe tiếng Chúa sao?
Chúng ta qua bài thứ 6 nha. À, trang 49. Tiên tri, chúng ta đọc chung cho episode 3 câu 5 ha. Dạ. Quyền nhiệm này Đức Chúa Trời đã không cho loài người trong các thế hệ trước biết, nhưng hiện nay Ngài dùng Đức Thánh Linh khải thị cho các sứ đồ thánh và các tiên tri của Ngài. Cái quyền Thánh mà chúng ta có đó, nó chứa đựng cái sự quyền nhiệm của Chúa. Nó không phải chỉ chữ mà chúng ta đọc qua hoài, nhưng mà nó chứa đựng cái sự quyền nhiệm. Và để hiểu biết sự quyền nhiệm đó, chúng ta cần dành thời gian đến lời của Chúa và suy gẫm lời của Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta biết lời Chúa là lời thần linh và sự sống. Do đó chúng ta muốn để nói tiên tri, chúng ta cần phải đọc lời Chúa bằng miệng. Quyển sách luật pháp này chớ xa cái gì? Miệng người. Và kế tiếp là hãy suy gẫm ngày và đêm. Như vậy khi chúng ta đọc Kinh Thánh đó, chúng ta đọc. Nhưng mà nếu như chúng ta đọc lướt qua đó, chúng ta sẽ không có suy gẫm được và không nhận sự bứt phá được. Cho nên chúng ta đọc, nhưng mà khi chúng ta vừa đọc, chúng ta cùng cầu nguyện tiếng mới cùng một lúc. À, tôi điển hình nào. Chỉ lo chi về ngày mai. Chỉ lo chi về ngày mai. Phong, đừng lo chi về ngày mai. Nói tên mình vào. Vì sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời. Phong, đừng lo giải quyết nan đề này nữa. Đừng lo lắng chuyện này nữa. Chúa ơi, Ngài muốn con làm gì đây? Và sự công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ ban cho thêm mọi điều ấy nữa. Nhân danh Chúa Giêsu, tôi không lo lắng nữa. Nhân danh Chúa Giêsu, tôi không còn sợ hãi nữa. Nhân danh Chúa Giêsu, bắt đầu giờ này con trao mọi điều lo lắng con cho Ngài, vì Ngài đã chăm sóc cho con. Nhân danh Chúa Giêsu, tất cả mọi sự lo lắng này rời khỏi tâm trí ta ngay giờ này. Cảm ơn Chúa, Ngài cho ban cho con một tâm trí bình an. Ngài có chương trình bình an, con có tài hoạ cho con. Chúa, con nhận lấy sự bình an của Ngài. Im lặng một lúc, tôi bắt đầu cảm nhận sự bình an Chúa vào trong lòng mình. Đây lúc mà tôi ăn nuốt lời Chúa vào, và lời đó trở nên xác thịt ở trong tôi. Đứng lên đó. Dạ, thầy. Dạ. Nào, để tôi chỉ chúng ta cách mà tôi chú hướng dẫn để chúng ta nói tiên tri. Khi tôi nhìn xung quanh, và đặc biệt ai mà tôi thấy mắt tôi đập vào ngoài đó một vài lần, và bởi đức tin tôi tin rằng Chúa muốn nói gì cho người đó. À, và tôi sẽ bởi đức tin tôi bước ra tôi nói. Chúng ta nhớ chúng ta làm gì bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Nào, khi tôi nhìn vào thầy, tôi cũng chưa thấy gì, tôi bắt đầu sẽ cầu nguyện tiếng mời. Chúng ta có thể làm y như tôi thôi. Cho thầy tên gì? Lữ Triều Hận hả? Ok, chúng ta giơ tay hướng thầy và cầu nguyện. Tôi nhìn thấy hình ảnh của chữ thầy đi xa. À, tôi nhìn thấy thầy đi xa. Và thầy đang hoang mang bởi vì không biết hành trình này sẽ như thế nào. À, và lời Chúa dành cho thầy đó là ta
ta ở cùng con. Phạm con đi nơi nào, ta sẽ đi cùng con. Ta sẽ không hề rời xa con, không hề bỏ con, bỏ rơi bỏ con. Hãy tin nơi ta. Tôi nhận thấy cái chữ kế tiếp mà Chúa dành cho thầy là sự chu cấp. Và Chúa nói rằng ta sẽ chu cấp cho con. Nơi mà con đi sẽ là nơi mà ta chu cấp. Và lời Chúa kế tiếp dành cho thầy đó là đừng mệt mỏi. Tôi thấy có sự mệt mỏi trên đời sống của thầy. Và Chúa muốn nói rằng hãy ngợi khen ta. Áo choàng của sự vui mừng, áo choàng của sự ngợi khen sẽ cất đi tất cả gánh nặng thầy đang mang trong danh của Chúa Giêsu. Trong danh Chúa Giêsu cầu nguyện sức dầu cho thầy trong đi này. Cái kế tiếp tôi nghe cái chữ mùi hương của sự thờ phượng. Khi đến nơi nào hãy ngợi khen Chúa, hãy thờ phượng Chúa, mùi hương đó sẽ thu hút những người đến gần mình. Con khai phóng linh của sự thờ phượng trên người nam này trong danh của Chúa Giêsu. Amen. Ok. Tôi muốn hỏi cái điều tôi nói cho thầy đó như thầy thấy thế nào? Đúng không? Dạ. Thầy cảm thấy sau khi nhận lời tiên tri đó thấy thế nào? Nó sao? Cảm ơn. Ok, cảm ơn Chúa. Chúng ta vỗ tay cảm ơn Chúa ha. Chúa muốn nói chuyện với chúng ta và Ngài muốn dùng chúng ta nói chuyện cho người khác. Amen. Cho nên tiên tri là sự mặc khải của Đức Trời. Nhưng mà để chúng ta bước vào sự mặc khải của Chúa, chúng ta phải dùng sự mặc khải ở trong lời Chúa trước. Chúng ta phải tìm sự sâu nhiệm ở trong lời Chúa. Lời Chúa là Kinh Thánh cho biết là lời Chúa còn quý giá hơn cả vạn đồng tiền vàng. Lời Chúa quý giá hơn các châu báu. Lời Chúa có thể khiến cho chúng ta khôn ngoan hơn cả thầy của mình, hơn cả thù nghịch của mình, và hơn cả những người trưởng lão. Lời Chúa khiến chúng ta chiến thắng kẻ thù nghịch của mình. Cho nên bắt đầu hôm nay, nếu ai chúng ta muốn đi trong tiên tri, hãy yêu mến lời Chúa. Yêu mến lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, được Chúa khuấy động, đọc lời của Ngài. Cho nên Chúa dùng các tiên tri để bày tỏ ý Chúa, phép lạ của Chúa, dân sự của Ngài. Chúng ta nhìn ở trong, chúng ta trở về đọc một số tài liệu, một số trong đây là dân sinh. Mỗi lần họ có một nan đề nào, họ đến cầu hỏi ý Chúa, cầu hỏi qua các tiên tri của Chúa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ngày hôm nay Chúa có tiên tri trong hội thánh, Chúa có một vụ tiên tri trong hội thánh, nhưng mà Chúa muốn mọi người chúng ta nghe tiếng Chúa cho chính mình. Khi hội thánh bắt đầu vận hành trong ơn tứ tiên tri, thì bắt đầu một điều xảy ra là tất cả ai đến nhà thờ đều cảm thấy được thêm sức mới cả. Ai đang buồn bã, ai đang lo lắng gì, tự nhiên con người đến nói tiên tri cho mình, khích lại người đó lên. Ai đang có một chuyện gì đó về công việc làm ăn hay là cái gì đó, muốn đi một con đường nào đó, thì Chúa dùng cái người nào đó để mà chặn đứng lại. Và khi mà chúng ta nhận cái tiên tri của Chúa, chúng ta sẽ biết trước được ngay cả công việc của ma quỷ tấn công hội thánh đó. Có những lần tôi nằm ngủ và tôi thấy được con rắn cái đó đang hướng về chỗ tôi và nó há miệng ra. Tôi giật mình thức dậy. Thì những lần như vậy, quý vị gặp những giấc mơ mà xấu giống vậy đó, thì trói dây liền, cầu nguyện khô lâu sắc và nhân dành Chúa Giêsu, tất cả công việc của ma quỷ lui xa của ta, lui xa của gia đình ta, lui xa của thánh ta, lui xa của công việc làm ăn của ta, trong danh của Chúa Giêsu, ta cấm người không được hoạt động nữa. Cho nên đừng có chỉ nằm mơ xong rồi cái tỉnh dậy rồi thôi. Cho nên khi mà Chúa bày tỏ chúng ta, giấc mơ cũng là một cái tính tiên tri. Cho nên khi chúng ta gặp mơ giấc mơ đó, cầu nguyện, gặp một ai đó cầu nguyện, đừng chỉ cầu nguyện không, mà cầu nguyện cho đến lòng mình cảm thấy thật là bình an. Tại sao vậy? Cái cuộc chiến khi chúng ta cầu nguyện chút xíu chưa chắc chúng ta sẽ thắng. Cho nên khi mà chúng ta cảm nhận cái kẻ thù nó đang tấn công, thì chúng ta phải cầu nguyện làm sao cho đến khi mà chúng ta cảm nhận là mình đã thắng rồi. Và hội thánh đó, khi mà hội thánh càng ngày càng phát triển lên đó, thì kẻ thù sẽ đi vào, nó sẽ lén vào, nó gây lộn xộn, gây sự chia rẽ trong hội thánh. Và nếu chúng ta là những người nằm những giấc mơ, thấy giấc mộng đó, chúng ta phải trỗi dậy, chúng ta cầu nguyện.
và ngay cả Chúa cho chúng ta một giấc mơ tốt. Và chúng ta, tôi không thì giờ để huấn luyện qua cái môn khải tượng và giấc mơ, là chúng ta không đủ thì giờ. Nếu người ai muốn biết này thì lên trên mạng tìm tên một sư Trương Hải Phong và cái môn tiên tri, quý vị có thấy gồm ân tứ tiên tri và chức vụ tiên tri. Khi Chúa cho chúng ta giấc mơ nào tốt, chúng ta trỗi dậy cầu nguyện: Chúa, con công bố nhận lời này của Chúa cho con. Con công bố nhận cái này cho con và cho gia đình con hay cho hội thánh con. Nhưng danh Chúa Chúa, tất cả những gì ma quỷ cản trở cái chương trình này mà Chúa ban cho con, nó phải bị chấm dứt ngay như này. Cho nên chúng ta, cái lời tiên tri cần phải được chiến đấu. Hãy nhớ rằng khi mà ông Joseph vừa nhận lời tiên tri xong, các anh của ông ghét ông liền. Cho nên không có nghĩa là chúng ta nhận lời tiên tri đó tự động nó đến với chúng ta liền. Cho nên khi mà chúng ta có lời tiên tri đó, chúng ta công bố lời tiên tri, ghi chép xuống. Nếu ngày ai chúng ta muốn nhận tiên tri, bắt đầu hôm nay chút xíu nữa chiều chúng ta sẽ thực tập, thì lấy điện thoại của mình, khi ai bắt đầu nói tiên tri, thâu âm cái lời tiên tri đó. Ai chúng ta nằm ngủ, để điện thoại gần đâu đó, thức dậy: Chúa ơi, cho con giấc mơ. Chúa muốn nói gì cho con giấc mơ? Chúa sẽ nói chúng ta giấc mơ. Tỉnh dậy, thâu âm, nói giấc mơ đó là gì. Tôi nằm mơ hôm nay ngày mấy tôi nằm mơ, tôi thấy rằng cả hình ảnh gì đó, và tôi đi con đường đó, có một chuyện gì xảy ra, tôi cảm nhận điều gì trong giấc mơ. Tôi thấy một người đó và tôi cảm nhận gì người đó, tôi thấy cái vật đó, tôi cảm nhận gì đó. Nói xuống, nói cảm giác của chúng ta, nói được từ cái hình ảnh đó tốt hay là xấu. Rồi sau khi nói xong, ngủ tiếp. Rồi sáng thức dậy, chúng ta nghe lại, ghi lại trong tờ giấy, cầu nguyện: Chúa, Ngài cho con giấc mơ này, Ngài muốn nói gì, xin giải nghĩa cho con. Và nếu được, chúng ta đến gặp một sư hay ai đó có ơn sư mặc khải, nhờ họ giải giấc mơ. Và tôi có cái phần sau cuốn sách trong giấc mơ đó, có ý nghĩa của giấc mơ đó gì, mỗi con số là gì, tất cả chúng ta có thể coi. Tôi đã nói rồi, tiên tri không đem đến sự phán xét nhưng gây dựng. Và trước khi Chúa muốn làm điều gì, chúng ta quan trang 51 đó, chúng ta, Chúa từng nói chuyện với tiên tri của Ngài. Cho nên nếu chúng ta là cái người quản nhiệm hội thánh, quản nhiệm một cái nhóm nào đó, một trưởng nhóm, một nhóm nào đó, thì chúng ta phải là cái người nghe tiếng Chúa và có khải tượng cho hội thánh của mình. Bởi vì chúng ta nếu không có khải tượng, chúng ta tiếp tục cứ làm vòng hoài, chẳng có gì tốt cả. Nếu chúng ta là một người kinh doanh, hãy cầu nguyện Chúa cho con khải tượng trong việc kinh doanh của con. Đừng làm chỉ vì kiếm tiền. Nhưng mà Chúa ơi, Ngài ban cho con khả năng để con có thể làm giàu. Xin dùng tài chánh của con để mở mang nước Chúa. Con muốn dùng tài chánh con để Chúa ban cho con tài chánh để con có thể tổ chức những chương trình truyền giảng ở sân vận động. Con muốn dùng tài chánh Chúa ban cho con để in kinh thánh và phát kinh thánh, chứng đạo đơn. Con muốn dùng tài chánh Chúa ban cho con để con có thể giúp đỡ cho các mục sư gặp khó khăn. Và nếu quý vị có tấm lòng vì vương quốc của Chúa mà được rồi trong cái lĩnh vực tài chánh, Chúa sẽ ban phước cho quý vị. Bởi vì Đức Chúa Trời chúng ta, Ngài tuyệt vời lắm. Như tôi đã nói, chúng ta từ ngủ ở ngoài đồng, Chúa muốn chúng ta vào trong con điện ngủ. Cho nên công việc làm ăn của chúng ta, nó càng ngày chúng ta ước ao nó phát triển và tốt hơn. Để chỉ cho mở mang vương quốc của Chúa. Để có những sự kiện nào mà tổ chức, có người giúp đỡ trong sự kiện này. Chứ nếu mà chúng ta chờ một phần 10 đó, muốn xây nhà thờ, chuyện này không bao giờ xảy ra. Hỏi một sư thành bây giờ muốn xây nhà thờ là phần 10 đủ không? Bây giờ muốn xây một chỗ 1.000 người phần 10 đủ không? Không thế nào. Chứ nên chúng phải sức giàu cho một số thương gia, một số doanh nhân để họ có thể làm giàu để xây dựng vương quốc của Chúa. Và nếu gì là cái người được gọi trong chỗ này thì Chúa sức giàu cho con. Mà càng giàu thì càng phải khiêm nhường, dỗ dài cho người kế bên, giàu càng giàu phải càng khiêm nhường. Càng giàu càng khiêm nhường. Nhiều người chúng ta không hiểu cái bí quyết, những bí quyết, những lẽ thật trong cái thánh. Chúa ơi, con muốn Chúa làm ơn cho con. Con Chúa, con khao khát Chúa làm ơn cho con. Chúa sẽ làm ơn cho con.
Làm ơn có nghĩa là gì? Làm ơn có nghĩa là chuyện chúng ta không làm được mà có ai đến giúp chúng ta, và chuyện chúng ta không làm được thì chúng ta làm được, gọi là làm ơn. Chúa sẽ làm ơn cho con. Nhưng mà Chúa nói rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, ban ơn cho người khiêm nhường. Kiêu ngạo kêu Chúa làm ơn mà sao làm ơn? Hả? Quay qua của bên kiêu ngạo không có ơn gì hết á. Cái người kiêu ngạo là người Chúa chống cự, người Chúa ghét, Chúa đánh người đó, mà kêu Chúa làm ơn sao? Cho nên chúng ta phải biết. Đó. Cho nên Chúa dùng tiên tri để mà sử dụng họ. Và có một số người chúng ta sẽ có hai mặt. Mặt thứ nhất gọi là tiên tri là nghe, tiên kiến là thấy. Samuel được gọi là tiên kiến, Gác được gọi là tiên kiến. Có một số người họ là tiên tri, họ chỉ nghe không. Cho nên người mà có tiên kiến đó, họ sẽ thấy trong thế giới linh. Và chờ mà nghe họ giải thích không rất là lâu. Thì họ giải thích, ồ tôi thấy gì, họ giải nghĩa cái gì. Nhưng mà người tiên tri nói xong một câu, 1, 2, 3, 4, 5 xong. Cho nên có hai cái dạng mà chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà người tiên tri thì không thấy, nhưng mà tiên kiến thì có thể vừa nghe và vừa thấy. Nào, trước khi Chúa làm một điều gì đó, Ngài luôn luôn chọn một ai đó mang tính tiên tri để làm công việc của Ngài. Nào, tiên tri không phải là nói tiên tri cá nhân. Nhiều người chúng ta sẽ nói rằng cái người nào nói tiên tri cá nhân là cái người đó là tiên tri. Không, không hẳn là như vậy. Họ có thể nói tiên tri cá nhân, nhưng mà tiên tri mang lấy rất là đa dạng. Điển hình như Chúa gọi Abraham là tiên tri, nhưng mà ông đâu có nói tiên tri đâu. Abraham là tiên tri bởi vì ông hành động tiên tri, là tổ phụ của đức tin. Ông làm công việc của một người đi trước, làm hành động bởi đức tin, để qua đó sau này chúng ta nhờ vào đức tin giống như Abraham, chúng ta được cứu. Ông Môi-se cũng được gọi là tiên tri, nhưng mà Môi-se là tiên tri khác, với ông cũng không nói tiên tri cho ai cả. Nhưng mà sứ mạng của ông là dọn đường dẫn dân Israel vào trong, qua khỏi Ai Cập vào trong đồng vắng, vào trong đất hứa. Nhưng mà ông làm không xong. Có nghĩa là nếu như Chúa gọi chúng ta làm điều gì đó, mà nếu như con đường mà chúng ta đi theo Chúa mà chúng ta không đi hết lòng, chúng ta không vâng lời hoàn toàn, chúng ta có thể rút ngắn chặng đường của mình, chúng ta có thể chết sớm trước khi lời tiên tri đó đạt được. Và chúng ta thấy rõ ràng là Môi-se đã chết mà không vào đất hứa được. Cho nên đây là điều mà chúng ta cần biết. Chúa dùng Samuel giữa một cái lúc mà mọi người sống trong tội lỗi, mà đến mức độ sách các quan sát là cái sách kể lại là họ xa cách Chúa, và tiếng của Chúa lúc đó dường như rất hiếm. Thầy người Lê Vi có người vợ bé và bị người ta hãm hiếp tới chết luôn. Và ông cắt bà vợ của mình thành 12 phần và gửi đi 12 chi phái. Nhưng mà trong lúc tối tăm đó, Chúa dấy Samuel. Và Samuel đã được Chúa sử dụng để mà dấy lên vua Saul và vua David. Cho nên trong lúc tối tăm nhất, trong lúc lịch sử của quốc gia, lịch sử của hội thánh trong tình trạng tối tăm, Ngài luôn luôn dùng những tiên tri dấy lên để mà dọn một cái trang sử mới cho công việc nhà Chúa, cho hội thánh, cho quốc gia. Amen. Và do đó muốn một quốc gia nào muốn được Chúa phấn hưng, được Chúa dấy lên, thì tiên tri phải đi trước. Tiên tri phải đi trước. Việt Nam chúng ta bao nhiêu năm mà chưa có thể gọi ai thấy là tiên tri. Và đến thời kỳ mà được tiên tri được dấy lên rồi, thì chúng ta sẽ thấy hội thánh của Chúa phát triển rất là đặc biệt. Amen. Chúng ta thấy ngay cả ông Văn Báp Tích cũng được gọi là tiên tri. Mặc dù ông không nói tiên tri gì cả, nhưng ông chỉ giới thiệu Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời. Ông giới thiệu xong rồi. Xong. Cho nên nhiều người chúng ta sẽ không hiểu rằng tại sao có người chết sớm. Hãy nhớ rằng thế gian này chỉ là tạm.
Chúng ta chỉ là những người lữ hành này trên đất thôi. Nếu chúng ta làm xong việc rồi thì Chúa sẽ cất chúng ta lên. Nhưng mà chắc chắn là hãy làm xong nha. Hãy bảo đảm là mình xong việc rồi mới được cất lên. Chưa làm xong thì Chúa giúp con làm xong. Rồi chúng ta qua trang 53. Tiên tri mang lấy cái hiểu được sự bí mật của Chúa, hiểu được cái gì sai trật chung quanh. Cho nên khi mà chúng ta mời một tiên tri nào đến trên hội thánh của chúng ta đó, thì người đó giống như là mang một cái kính lúp vậy đó, thấy chỗ nào sai trật. Và họ giảng, họ xử lý những cái việc mà thậm chí mục sư trong hội thánh không xử lý được. Chúa cho họ một cái khả năng nhìn vào trong thế giới linh và mang lấy một sứ điệp của Chúa để đến nơi đó và quỷ phá những công việc nào của ma quỷ nếu cần thiết, gây dựng định hướng lại hội thánh để đi tới phía trước. Và cho nên những người mà họ giảng, lắm khi họ đến giảng, họ chúng ta sẽ thấy rằng họ soạn bài giảng sẵn rồi, nhưng mà lúc lên bài giảng thì khác. Và do đó những người tin lành truyền thống không thể giảng được cái này. Bởi sao? Họ có bài sẵn và bài của họ rất là hay, nhưng mà không chỉnh sửa lại những sự sai trật. Cho nên nếu ai chúng ta đi giảng, xin nghe tôi, các quý thầy, quý cô, trưởng nhóm, quý vị sẽ được mời về đến giảng chỗ này, giảng chỗ kia, đừng bao giờ chọn bài giảng ruột của mình. Chúng ta giảng bài giảng ruột, người ta sẽ thấy hay, người ta vỗ tay xong về, không ai thay đổi hết. Chúa ơi, Ngài muốn nói cái gì? Và dỡ Kinh Thánh ra, Chúa chỉ cho chúng ta. Có những khi tôi đợi Chúa thật lâu, ngồi trên ghế, sắp sửa lên giảng rồi, mà tìm hoài không có gì hết. Trong cái chuyến ở Sài Gòn vừa rồi, tôi với mục sư Jonathan quyết định ngày hôm sau sẽ giảng, mà ổng không có gì. Tôi gặp ổng, mục sư có gì? Không có. Mục sư có gì không? Cũng không có. Lên xe rồi, lên xe hơi rồi. Thì cứ lên xe hơi rồi, cái lòi mục sư Dũng ra. Tôi bắt đầu, chúng tôi mới nói là mời mục sư Dũng làm chứng lại những gì ở Nha Trang. Thành ra diễn giả không phải là chúng tôi mà là ông Dũng. Và Chúa dùng mục sư Dũng để chia sẻ và thách thức để thăm viếng hội thánh. Cho nên chúng ta hãy để thánh linh của Chúa quay hoàng của mình, gió muốn thổi đâu thì thổi. Những người nào mà có những bài giảng cũ của mình nha, mười mấy năm về trước vẫn còn đi giảng lại, nói, có vấn đề. Bài giảng đó là nó xưa rồi. Bài giảng thậm chí lên móc lên mail rồi nữa. Hãy giảng lời tươi mới của Chúa. Amen. Chúa mỗi ngày mới luôn mà. Tại sao giảng bài giảng cũ quá vậy? Amen. Cho nên là tiên tri là một trong những năm mục vụ của Tân Ước. Ê-phê-sô 4 câu 11 câu 12. Chính Ngài ban cho số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm nhà truyền giáo, một số làm mục sư, giáo sư, nhằm mục đích trang bị các thánh đồ cho công tác phục vụ gây dựng thân thể Chúa cụ thể. Vậy tiên tri, nhiệm vụ chính của tiên tri là gì? Không phải nói tiên tri. Không phải nói tiên tri là người này người kia nói tiên tri. Mặc dù họ làm công việc này, nhưng nhiệm vụ của tiên tri là gì? Trang bị, đào tạo lên để làm sao ta nghe tiếng Chúa, để làm sao bước đi trong linh tiên tri. Cho mà tiên tri là cái người đến để mà nói tiên tri không thôi. Kinh Thánh trong Ê-phê-sô 2 câu 20 thế này:
anh chị em được xây dựng trên nền tảng các sứ đồ và tiên tri, còn chính Chúa của Thế Giê-xu là đá góc nhà. Như vậy, hội thánh muốn xây dựng một cách lâu dài, một cách chắc chắn và đi tới phía trước, hai vai trò rất là quan trọng cần có trong hội thánh. Thứ nhất là sứ đồ. Một sứ thành là sứ đồ. Tôi không muốn nói 12 sứ đồ trong hội thánh nghe, trong Tân Ước nha. Tôi muốn nói những người sứ đồ là những người, chứ sứ đồ có nghĩa là những người sai đi. Đã. Sứ đồ có nhiệm vụ nhìn thấy ở gì phía xa, sai người khác đi ra mở hội thánh. Đó là công tác của người sứ đồ. Thứ hai đó là tiên tri. Tiên tri có nghĩa là gì? Nhìn thấy vào những cái chỗ mà Chúa đưa đến, nhìn thấy như sai cách, sửa lại, chỉnh sửa lại, hoặc là định hướng cho những hướng đi đó. Cho nên Kinh Thánh, sứ đồ Phao-lô nói là sứ đồ và tiên tri là gì? Được, hội thánh được xây dựng trên nền tảng sứ đồ và tiên tri. Cho nên khi mà hội thánh có sứ đồ không mà thiếu tiên tri, dẫn đến con cái Chúa không có, không định hướng được. Con cái Chúa không biết đi đâu làm gì ở đây. Họ cần tiên tri định hướng ở lại. Và cần tiên tri có những người mà họ muốn làm cái điều gì, cái người tiên tri đó sẽ chỉ cho người đó làm sao phải làm. Nếu là doanh nhân, họ chỉnh định hướng là tiên tri, nhìn vào trong đời sống, công việc làm ăn đó, định hướng của đó lại, để giúp cho làm sao để chỉnh lại cho tốt. Rồi chúng ta qua bài số 7 nha. Chúng ta đọc Ê-phê-sô 4 câu 7 câu 8 nha. Mỗi người chúng ta nhận được ân sủng tùy theo lượng mà Chúa có thể ban cho mình. Do đó Kinh Thánh chép, Ngài đã lên nơi cao, dẫn dắt các tù binh và ban ân tứ cho loài người. Cho nên khi Chúa Giê-xu được cất lên, Ngài ban ân tứ xuống. Cho nên mỗi người chúng ta nhận được ân tứ khác nhau, tùy theo lượng đức tin mà chúng ta có, tùy theo lượng sự vâng phục, sự vâng lời chúng ta có. Nếu như chúng ta, tôi khuyến khích quý vị tại đây, có nhiều người dường như là đợi Chúa ban cho mình rồi mình mới làm. Nhưng mà tôi khuyến khích chúng ta đổi cái sự suy nghĩ đó lại. Mình thấy nhà cha mình không ai làm, bước vô làm. Rồi khi làm, cái ân tứ bắt đầu được xuất hiện. Lắm khi chúng ta đợi ân tứ có sẵn rồi mình mới làm. Giống như mấy đứa con nít mà học trường nhỏ nhất là gì? Mẫu giáo kiểu. Mẫu giáo hay không? Mẫu giáo học mẫu giáo. Chúng ta sẽ cho nó vô, cô giáo, thầy giáo sẽ cho nó chơi trò chơi, cho nó hát, rồi cho nó nhảy múa, rồi cho nó vẽ, cho đủ thứ hết, dạy cho điều hết. Nhưng mà khi bắt đầu nó vô, bắt đầu khám phá là đứa nào thích vẽ, đứa nào thích hát, đứa nào có khả năng gì, nó làm. Tương tự như vậy trong hội thánh, đừng đợi tới mục sư kêu mình làm. Dĩ nhiên có lúc mục sư sẽ kêu mình làm, nhưng mà chúng ta hãy coi nhà Chúa chỗ nào thiếu gì, nhào vô làm. Amen. Tôi nhớ lúc mà hội thánh tôi bắt đầu thì có cái ông đó, ông rất là giỏi tiếng Anh. Ông không chịu dịch, ông kêu tôi dịch. Mà khi đó tôi học lớp 9 ở Việt Nam, rồi tiếng Anh thì không xong, tiếng Việt thì cũng không tốt. Cho nên, và cái chữ ở trong Kinh Thánh đó, tiếng Việt so với tiếng Anh, tôi không hoàn toàn không tìm ra. Tôi mua một cuốn từ điển dày khoảng một tấc vậy nè, để dỡ ra, nhưng mà cái chữ đó nó hoàn toàn khác trong Kinh Thánh. Mà lúc đó chưa có Kinh Thánh Anh Việt nữa. Tôi lấy Kinh Thánh tiếng Anh, lấy Kinh Thánh tiếng Việt, mà cái bản dịch nó hoàn toàn khác nhau nữa. Tôi tức ông đó là tại sao ông biết tiếng Anh, ông không chịu dịch mà ông bắt tôi dịch. Nhưng mà tôi vâng lời. Đó là sao phân lợi quan trọng. Tôi lấy cái quyển của Thánh dịch, rồi kêu người giảng đến đưa trước tôi bài giảng một tuần lại để tôi viết ra. Chữ này bên này viết cái tiếng Việt, chữ này bên này viết tiếng Việt, tốn rất nhiều thời gian. Giảng xong rồi họ một tuần lại lên giảng. Thì ông nó cầm cái bài giảng, ông dịch cho tôi. Ông đọc nửa chừng, ông giải thích. Không biết đường đâu mà dịch. Thánh đã phải cầu nguyện. Và dần từ đưa một tuần lễ trước, rồi sau đó còn 2-3 ngày,
Rồi tới lúc diễn giả lên tới tối thứ bảy mới đưa tôi bài giảng, tôi phải chạy về nhà, nó tới bài giảng về nhà tôi coi. Rồi có lúc nữa ông mục sư đó ông nói rằng không có gì hết đó em. Tôi sáng sớm lên ông giảng rồi tôi có nhờ cậy ơn Chúa tôi dịch ra. Nhưng mà nhờ gì mình mới dịch được. Cho nên Chúa luyện tập tay chúng ta dương nổi cung đồng, đúng không? Amen ha. Cho nên trong hội thánh cần cái gì hãy bắt đầu bước ra làm. Không có gì chúng ta không làm được bởi Chúa ở cùng chúng ta. Cho nên nếu mục sư muốn mở hội thánh ở chỗ nào đó, ok, em sẽ đi mục sư. Và chúng ta sẽ thấy sức giàu cho chúng ta. Quay qua cái bên, đừng ngồi cho ấm ghế nữa. Ghế đủ nóng rồi. Ok, tôi sẽ đưa vào đọc tao điều này rất là quan trọng. Ai trong chúng ta tại đây mà chưa biết Chúa kêu gọi mình làm gì, giơ tay lên cho tôi. Ai trong chúng ta tại đây chưa biết rằng Chúa gọi mình làm cái gì, chưa biết sự kêu gọi của Chúa cho mình là gì, giơ tay lên. Cứ thật lòng đi, không sao, tôi sẽ cầu nguyện cho vị, không có gì hết trơn á. Giơ thẳng tay lên. Không có gì mà ấy đó. Một sư thành nhìn nha, nhìn dưới nè, đây, đây. Đấy chưa, rồi. Nào, lắng nghe đây. Ok, tại sao tôi nói hỏi điều này? Lý do tôi hỏi điều này là tôi muốn cái gì khám phá Chúa gọi mình làm cái gì. Giơ tay lên, tôi sẽ cầu nguyện cho chúng ta như này. Ai chúng ta chưa biết sự kêu gọi của mình? Chơi con cầu nguyện như này trong danh của Chúa Jesus Christ, con cầu nguyện cho tất cả ông bà anh chị em cho con có mặt tại đây họ khám phá ra được sự kêu gọi của Chúa cho cuộc đời của mình và họ bước đi trong sự kêu gọi này. Và họ không để cho mình đi theo ý riêng của mình hay là bởi một ai đó thôi thúc lòng họ đi theo ý của người khác. Nhưng mà họ bước đi biết ý muốn của Chúa và đi trong ý muốn của Ngài. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Rồi, ok. Nào. Jeremy đoạn 29 câu 11 là câu chúng ta đều quen thuộc cả. Chúa có chương trình dành cho chúng ta, chương trình bình an, thịnh vượng, không phải tai họa. Chúa cho chúng ta một chương trình, một tương lai đầy hy vọng. Bây giờ thì tôi còn câu thánh khác nữa, một câu tôi rất ưa thích. Dở cùng tôi trong Thi Thiên 139. Câu 17, câu 18. Tôi đọc trong bản dịch mới nha. Lại Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa thật quý báu cho tôi thài. Thứ nhất, tư tưởng của Chúa, ý định của Chúa, kế hoạch của Chúa dành cho chúng ta thật quý báu thài. Thứ nhất. Cái thứ hai, số lượng tư tưởng chúng lớn biết bao. Hay một bản dịch khác là cái tư tưởng đó vĩ đại biết bao. Thứ nhất quý báu, thứ hai là vĩ đại hay là lớn lao, và thứ ba là gì? Thứ ba là gì? Nếu tôi đếm các tư tưởng ấy thì chúng nhiều hơn các. Không cần biết chúng ta sinh ra gia đình nghèo cỡ nào. Không cần biết là ba má chúng ta họ đã làm cái gì sai. Không cần biết rằng chúng ta đã làm gì sai. Quá khứ của chúng ta như thế nào. Một khi chúng ta trở thành là con của Chúa, thì từ giây phút mà chúng ta trở thành con của Chúa, Kinh Thánh trong Văn đoạn 1 câu 12 thế này: nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho cái quyền trở nên con của Đức Chúa Trời, con cái Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Chúa làm sao cho chúng ta xứng tầm với con của Chúa. Và để cho chúng ta xứng tầm với con cái của Chúa, con của Chúa, thì Ngài có một chương trình dành cho chúng ta. Và chương trình này là chương trình quý giá.
Đối với những người nghèo thì cái quý giá của họ là tầm thường. Đối với người giàu cái quý giá của họ khác. Đối với những người mà cao trọng chức quyền, cái quý giá của họ khác. Và đối với Đức Chúa Trời cái quý giá của Ngài khác. Và Chúa có một chương trình quý giá dành cho mỗi người chúng ta. Và chương trình này rất là to lớn, rất là vĩ đại. Và cái chương trình này là chương trình nhiều hơn cát. Quan trọng là gì? Chúa có, nhưng mà khám phá được hay không là cái chuyện của quý vị. Chúa có, nhưng mà chúng ta phải khám phá. Chúng ta phải khám phá chương trình Chúa dành cho cuộc đời của mình. Và để khám phá cho chương trình này cuộc đời của mình, chúng ta phải tìm kiếm Chúa và cầu hỏi Ngài, Chúa có gì cho con? Những người đi nhà thờ mà chỉ nhóm Chúa Nhật xong, đọc tuần lễ, nghe giảng tuần lễ một đồng, một lần, một tuần lễ, thì không bao giờ khám phá được. Những người đi nhà thờ vài ba lần, lúc vui đi nhà thờ, lúc buồn thì không đi, lúc giận thì không đi nhà thờ, lúc mà xiên đến nhà thờ, làm này làm kia, những người không nhận được. Những người muốn khám phá chương trình của Đức Chúa Trời là những người phải trung tín. Bởi vì nếu không trung tín trong chuyện nhỏ, làm sao Chúa giao chuyện lớn hơn được? Những người không dân phục trong chuyện nhỏ, làm sao Chúa giao cho cái chuyện lớn hơn? Những người mà Chúa ban cho, Chúa ban cho và cứ giữ lấy cho mình, làm sao Chúa cho cái khác lớn hơn? Đúng không ạ? Cho nên Chúa phải Chúa tìm. Cho nên là Chúa đứng trên trời, Ngài nhìn xuống, Ngài tìm người nào trọn lòng với Ngài để Ngài ban thêm sức cho họ. Có nghĩa là Ngài thêm sức, có nghĩa là Ngài nâng cấp họ lên. Sức họ trước đây làm bao nhiêu đây thôi, nhưng mà khi mà Chúa nhìn thấy người đó bước đi theo Chúa, cái trong lòng Ngài nâng cấp lên, nâng tầm lên. Quay rồi cái bên chuẩn bị để Chúa nâng tầm mình lên. Và nếu chúng ta muốn Chúa nâng tầm chúng ta lên, Chúa ban phước chúng ta lên, chúng ta phải trung tín, chúng ta phải siêng năng đọc lời Chúa, chúng ta cần phải trung tín trong hội thánh cho công việc nhà của Chúa, chúng ta cần nghe lời của Chúa, lắng nghe tiếng Chúa nói với mình, đừng cầu nguyện một chiều. Nhiều người chúng ta cầu nguyện vô nói chuyện, Chúa con cầu xin Chúa, cảm ơn Chúa, bắn giống như cầm súng, nhưng nhìn Chúa xuống, amen rồi đấy à. Và Chúa nói chuyện gì đâu nghe đâu, Chúa kêu làm gì đâu biết đâu. Quay qua kênh, đừng cầu nguyện giống như bắn súng đại liên nữa. Cầu nguyện phải lắng nghe tiếng Chúa, chờ đợi Chúa để Chúa nói chuyện với mình. Và khi chúng ta làm điều này, bắt đầu Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta. Chúa cho chúng ta những cái cuộc hẹn, Chúa đưa chúng ta gặp được những người. Nào, tôi kể chuyện cho chúng ta nghe một vài chuyện nha. Tôi được sinh ra trong một gia đình là ba mẹ tôi rất là rộng rãi, thích tiếp đón các đầy tớ của Chúa. Và cho nên khi gặp một ai đó, tôi muốn đến nhà tiếp đón họ hoặc mời họ đi ăn. Thì một lần kia tôi đi qua bên Indonesia, và trong chuyến đi Indonesia tôi gặp được một vài mục sư ở đó. Và họ hỏi tôi ở đâu, tôi nói tôi ở Perth, nước Úc. Rồi xong đó họ mới hỏi tôi vậy chứ, nếu có dịp tôi sẽ ghé đó. Tôi nói mấy ông làm ơn mỗi lần ghé Úc xin liên lạc với tôi. Và tôi nói thiệt, chứ tôi nói chơi. Và khi một lần kia thì trong lúc tôi nghe một cú gọi điện thoại gọi đến. Và cú gọi điện thoại đến là một sư phong, ông có ở tại Perth không? Chúng tôi đang ở tại Perth đây, và chúng tôi sắp sửa, ngày đó tôi sắp sửa ra về. Cái đó, mấy ông có rảnh không? Tôi muốn tiếp đón mấy ông. Cái đó tôi chưa rảnh cái giờ đó, và chúng tôi sẽ lên phi trường. Được rồi, hẹn gặp ở đâu tôi sẽ đón mấy ông. Nào, tôi dạy, tôi tỉ cho chúng ta biết cái bí quyết để được nâng tầm lên. Tôi đến gặp cái ông đầu tiên mà tôi gặp ở tại đó, là người thứ nhất mà tôi mời. Người thứ hai tôi gặp ở trong buổi đó là một sư Abraham, là cái ông mà thường giúp đỡ cho người Việt Nam ở bên hội thánh GBI của Sinh Nico đó. Và tôi gặp ông này xong, tôi nói chuyện với ông. Nào, ông lúc mà trả tiền đó, tôi mời đến ăn, tôi dành cho tiền đó. Không,
chúng tôi có tiền của hội thánh cho chúng tôi xài cho công tác mục vụ rồi, giữ tiền lại đi. Nó không, tôi muốn tiếp đón với ông. À, tôi dẫn cái ông ăn gì thì chọn đi. Sau khi ăn xong, tôi nói thế này. Có một chương trình Brooks Cornell rất là dài, nhưng mà tôi thấy có một số người họ không đủ thời gian đi như vậy. Cho nên ông sẽ giúp cho chúng tôi khoảng 7 ngày, 10 ngày, ngắn hơn được không? Ông về, ông nói chuyện với Nico. Và tôi được quen biết một sư Nico, và được giới thiệu một sư Nico, và một sư Nico giúp tôi. Từ đó tới nay, tôi đã đem hàng ngàn người qua Indonesia. Nào, câu trả lời là gì? Chúa luôn luôn cho chúng ta gặp người thứ nhất. Từ người thứ nhất, chúng ta gặp người thứ nhì, và người thứ nhì, chúng ta gặp người thứ ba. Xong. Từ đó trở đi, tôi được ơn cho một sư Nico, và ông giúp đỡ cho rất người Việt Nam qua huấn luyện. Luôn luôn trong vòng 3 người là chúng ta khác liền. Có ai độc thân đây không ạ? Giơ tay lên cho tôi. Ai độc thân đây? Ai chưa có gia đình đâu, giơ tay lên. À, đừng có nhát nha. À, ok. À, sẵn nói luôn. À, một lần kia, lúc tôi độc thân, tôi 36 tuổi, chưa có gia đình. À, thì có một ông giáo sĩ mà lo cho Việt Nam ở ngoài Đà Nẵng. Ông về Việt Nam và tôi đi dự trong một cái buổi nhóm của các mục sư. Thì ông hỏi tôi về chơi có phải người Việt Nam không? Tôi nói phải. Ông sổ một hơi tiếng Việt. Ủa, tôi nói sao không biết tiếng Việt hay gì? À, tôi là người giáo sĩ đang giúp đỡ cho những công việc mà y tế và công việc mà cho dùng Đà Nẵng. À, cái ông nói rằng, tôi nói rằng, được rồi, ok, ông là hội thánh tôi mời ông hội thánh tôi, ông chia sẻ những gì ông làm cho người Việt Nam. Tôi mời ông ta tới, đại ăn uống. Xong ông nói rằng, Mục Sư Phong, ông muốn về Việt Nam giảng không? À, tôi nói tôi đâu quen ai đâu. Mà tôi cũng không nghĩ tôi giảng, tôi muốn về thăm hội thánh của tại Việt Nam. À, ông giới thiệu được tốt. Ông giới thiệu tôi ai biết không? Mục Sư Dương Thành Lâm. À, thì tôi đến gặp Mục Sư Dương Thành Lâm. Thì sau khi nói chuyện với Mục Sư Dương Thành Lâm, thì bởi vì ông có lá thơ, ông gửi email cho ông này, cho nên ông này gặp tôi, Mục Sư Lâm gặp tôi. Và sau khi gặp tôi, ông hỏi tôi là tên nào. Tôi nói tôi là Mục Sư đã được phong chức tại của IG ở tại Úc rồi. À, và ông mời tôi giảng. Tôi gặp ông thứ nhất là giáo sĩ, thứ hai tôi gặp ông sư Dương Thành Lâm, thứ ba ông mời tôi giảng. Tôi tới một nơi giảng, tôi thấy có một cô gái đang quỳ gối cầu nguyện, mà dường như là không có nhìn ai hết, ai lợi nói cô ta phủ ngay, tôi đừng cầu nguyện. À, và tôi thấy cũng hơi đặc biệt, Việt Nam lúc thời kỳ đó là tinh thần cầu nguyện rất là cao, khoảng 2002 tinh thần cầu nguyện rất là cao, tôi thấy cũng hơi đặc biệt. Rồi sau đó thì bắt đầu mời tôi chia sẻ. Sau khi mời tôi chia sẻ xong rồi, họ mời cái mục sư này cầu nguyện cho tôi. Và khi đầu tiên tôi đứng cầu nguyện như nè, thì là cầu nguyện. Nhưng mà cái lời cầu nguyện của nó giống như là những gì mà Chúa nói trong lòng tôi giơ tay lên. Giơ tay lên xong rồi tôi quỳ gối xuống. À, tôi quỳ gối xuống xong cái tôi được cái người mục sư đó, nữ mục sư đó mời tôi đi giảng cho thanh niên và sinh viên. Và tôi giảng, tôi không biết gì, mình độc thân mà mình giảng môn hôn nhân. Tôi giảng hôn nhân, tôi cầu nguyện của Chúa, con giảng gì, giảng hôn nhân. Xong cái tôi kêu gọi với đứa nó, Chúa thông viên tụi nó khóc, giống như là ướt sàn luôn. Cái xong rồi tôi về, tôi mới liên lạc lại hỏi mục sư này coi cái chuyện gì xảy ra. À, thì khám phá ra cô chưa có gia đình. Rồi năm sau nữa tôi được mời tháng 9 gì đó, Quốc Khánh Việt Nam đó. À, tôi được mời để giảng cho trại. Và chúng tôi quen biết nhau. Thì 27 tháng Giêng chúng tôi đám hỏi. 1 tháng 6 chúng tôi đã đám cưới. Nghe lời này nè. Thứ nhất tôi gặp giáo sĩ. Thứ hai tôi gặp một sư Dương Thành Lâm. Thứ ba tôi gặp nhà tôi. Thay đổi cuộc đời.
sau 37 năm độc thân. Chúa luôn luôn dàn xếp, mà chúng ta phải nhận ra cánh cửa của Chúa. Nếu quý vị là cái người keo kiệt, quý vị không vào được. Quý vị không đầy dẫy tin Chúa, quý vị tới cái cửa đó, cửa đóng, quý vị không vô không được. À, quý vị khi mà lời tiên tri được nói ra, quý vị phải tin cái lời tiên tri đó. À, có một sư xuyên đây là còn nhớ, tôi lúc mà tôi gặp ở tại Hà Nội ha, Hà Nội, Chúa đặt lòng tôi gửi tiền cho anh ta, nhưng mà ông chịu nhận. À, ông chịu nhận, tôi la, tôi nói em phải nhận, bởi đây là nếu em nhận cái này là thì em sẽ thấy được sự bứt phá. Cho nên tôi không đơn giản tôi đưa tiền cho người ta, nhưng mà khi mà Chúa đặt lòng tôi đưa tiền cho người nào đó là người đó sẽ có chuyện. À, bởi vì hạt giống của tôi nó đặc biệt ở cái chỗ là gì, gieo vào người nào đó tôi tin rằng Chúa sẽ làm cho người đó phát triển. Và ngược lại ai gieo tôi cũng vậy thôi. À, cho nên ở đây tôi muốn nói cho chúng ta biết rằng đó, lý do chúng ta biết là chúng ta phải là cái người, cái vùng đất tốt để mà Chúa bỏ hạt giống nào thì nó lên 30, 60, 100. Amen. À, phải làm cho đời sống mình đất tốt thì khi chúng ta đi đâu, ai gieo vào đời sống của chúng ta, ai nói gì đời sống của chúng ta, tự nhiên ta phát triển. Chúng ta đến nơi đâu thì nơi đó cũng phát triển. Tại sao vậy? Chúng ta là người có vùng đất tốt. Amen. Còn mấy người mà hở cay đắng, hở giận hờn, hở cái buồn buồn, hở cái lầm bầm, đất toàn là sỏi đá, toàn là gai góc không à, mà sao lên được? Quay qua người hỏi cái bên, hỏi đất tốt hay đất xấu đây. Cho nên đi trong tiên tri, đi trong tiên tri chúng ta phải xin Chúa giúp cho mình cái tấm lòng của mình. Amen. Tôi nói tới đâu rồi? Chúng ta đang nói đến cái việc mà ân tứ, sự kêu gọi của Chúa cho. Cho nên thứ nhất, chúng ta phải xác định sự kêu gọi của Chúa cho mình. Biết Chúa gọi mình là cái nhất. Chúa gọi chung hết, không phải các ngươi chọn ta nhưng ta chọn con. Chúa gọi tất cả mọi người, nhưng mà ai nghe được tiếng Chúa gọi mình, đó là vấn đề. Biết Chúa gọi mình, rồi kế tiếp chúng ta biết Chúa gọi mình làm việc gì. Bởi vì không ai giống nhau hết. À, có người Chúa được gọi vào kinh doanh, có người được Chúa gọi vào làm trong công ty, trong cho văn phòng chính phủ. Mỗi người chúng ta được Chúa gọi mỗi một cái chỗ khác nhau. Và cái chỗ nào Chúa gọi chúng ta là cái chỗ đó Chúa muốn ban phước cho chúng ta, và Ngài muốn chúng ta trở thành nguồn phước cho những người ở trong cái chỗ chúng ta làm. À, cho nên chúng ta phải khám phá cái sự kêu gọi của mình. Và chúng ta khám phá sự kêu gọi của mình là kế tiếp chúng ta khám phá sự kêu gọi chúng ta, và chúng ta biết được cái chức vụ Chúa gọi chúng ta. À, chức vụ là cái sự lập của Chúa, không phải là tự phong chức cho mình. Nhớ kỹ đây, Trường Cái Thánh không có dạy cho quý vị cái điều này đâu. Nhiều người chỉ vô trong cái thánh rồi ông sư cầu nguyện và nói rằng anh sẽ là mục sư, nhưng mà không xác quyết được người đó có được Chúa gọi hay không. Nào, quan trọng tại sao sự kêu gọi quan trọng, cái chức vụ kêu quan trọng? Bởi vì chức vụ là do Đức Chúa Trời lập. À, Cô Tô Nhất Đoạn 12 cho chúng ta biết Đức Chúa lập trước nhất là sứ đồ, kế tiếp là tiên tri, sau đó người làm phép lạ, Chúa lập. Một vụ năm mặt sứ đồ, tiên tri, những nhà truyền giáo là do Chúa Giê-xu ban cho người này làm người này, cho người kia làm kia, cho người này làm người nọ, cho người làm tiên tri, cho người sứ đồ, cho người nhà truyền giáo, cho người làm mục sư. Cho nên Chúa, Đức Chúa Giê-xu cho họ, không phải là tự phong, tự xưng. Cho nên khi một người nào tự xưng mình, người đó sẽ gặp nan đề. Và bởi vì họ thấy họ giảng dạy hay quá, họ xưng họ là mục sư. Còn nhiều người họ thấy mình nói tiên tri được tốt, xưng tôi là tiên tri. Để tôi giải thích chúng ta, đây là một điều rất là quan trọng, là bởi vì tại sao vậy? Khi một người nào Chúa sức dầu cho họ và Ngài lập họ, Ngài bảo vệ họ, Ngài chu cấp cho họ, Ngài binh vực cho họ. Và tại sao lời Chúa nói rằng chớ đụng đến người mà Đức Chúa Trời sức dầu?
Bởi vì Chúa sức dầu cho ai đụng đến người đó là có chuyện. Nhưng mà cái người mà không được sức dầu, mà nghĩ là mình được sức dầu, những người Chúa không lập, Chúa không phong cho chức vụ đó, mà nghĩ mình là chức vụ đó, khi ma quỷ đụng đến người đó, Chúa bảo vệ không? Không, Chúa đâu bảo vệ đâu. Chúa không có bảo vệ. Nói cái khác nữa này, người nào mà được sức dầu xong thì cái chuyện đầu tiên người đó sẽ thu hút ma quỷ đến. Sức dầu và chức vụ đó, tôi đã nói. Người nào được sức dầu xong, người đó Chúa sẽ đem kẻ thù đến người đó. Để ý xem ông Joseph sau khi được sức dầu xong, chuyện gì xảy ra? Đối diện sẽ bắt bớ anh em mình, đối diện với cái làm nô lệ, bắt làm nô lệ. David sau khi sức dầu xong, chuyện gì? Đối diện Goliath. Trên những người nào mà muốn được sức dầu mà không chịu đối diện với nghịch cảnh, người đó sẽ ngã rất nhanh. Bởi vì sự sức dầu giúp cho chúng ta đối diện với nghịch cảnh, đối diện giải quyết không chỉ nan đề của mình mà giải quyết nan đề của người khác nữa. Thần của trời ngự trên ta, Ngài sức dầu cho ta giảng tin lành cho người nghèo, giảng sao người nghèo trở nên giàu. Đó là sự sức dầu. Giải phóng những người cầm tù, như bị trầm cảm, những người bị ma quỷ áp bức, mình giải phóng họ. Có nghĩa là cuộc đời của người đó luôn luôn vây quanh bởi những nan đề của người khác, vây quanh với kẻ thù. Mà nếu như chúng ta không ý thức được chuyện này thì chúng ta sẽ bị đánh bầm dập luôn. Đánh bầm dập luôn. Cho nên chúng ta cần khám phá được cái chức vụ Chúa gọi chúng ta. Và Ngài gọi cho chúng ta điều gì? Có thể Ngài gọi chúng ta giải cứu, chuyên về giải cứu. Có thể Ngài gọi chúng ta trong sự giảng dạy. Có thể Ngài gọi chúng ta là người đi truyền giáo. Bất cứ điều gì Ngài gọi chúng ta. Chúng ta phải khám phá được cái chức vụ. Mà chức vụ là chức vụ gì? Còn ngoài cái chức vụ gì mà Chúa gọi chúng ta, nơi chốn Chúa đặt chân chúng ta. Nhiều người chúng ta không hiểu rằng, nhất là người Việt Nam chúng ta, nghĩ rằng tôi phải đi qua nước Úc, nước Mỹ, cuộc đời tôi mới đổi đời. Xin lỗi nha, nếu Chúa không ở quý qua bởi vì còn nghèo hơn ở đây nữa. Thiệt, tôi gặp rất nhiều người ở bên đây là mục sư lon ton ra nước ngoài. Ở đây gia đình yêu mến Chúa, con cái yêu mến Chúa, đi ra nước ngoài con cái không còn yêu mến Chúa nữa. Ở đây hầu với Chúa giảng tin lành, qua bển không có chỗ nào giảng hết. Và tín đồ bển ngủ lạnh chứ đâu có nóng cháy như đây đâu, đâu được như đây đâu. Rồi mục sư mà giảng, mà mục sư làm mục sư mà đi hầu với Chúa mà không có tín đồ thì làm sao? Giống như cá mà không có nước vậy đó. Thậm chí có những người quá mệt, gia đình tan nát. Cho nên chúng ta phải biết rằng Chúa gọi chúng ta. Khi Chúa gọi chúng ta, Ngài gọi chúng ta cho việc gì và nơi chốn nào Chúa cho chúng ta. Tôi đâu phải dĩ nhiên tôi đến đây không đến Cà Mau rồi bảo gì mục sư Thành. Tôi phải biết Chúa kêu tôi chứ. Mà nếu Chúa không kêu tôi, dù cái chỗ đó tốt cái mấy, tôi cũng không tới. Mình biết trong lòng Chúa dẫn dắt mình. Và nơi mà Chúa kêu mình, nơi đó dù có nghèo, dù có thiếu chăng nữa, mình tới đó thì phước hạnh tới đó, thì phước hạnh chỗ đó thì mình cũng thấy phước rồi. Amen không ạ? Cho nên đừng đi theo, muốn đi trong tiên tri, chúng ta phải hiểu được những điểm này. Những ai trong chức vụ phải biết điểm này. Những ai mà chưa biết Chúa gọi mình là gì, bắt đầu hôm nay, Chúa ơi, Ngài gọi con làm gì, xin chỉ cho con biết. Chúa muốn con làm gì? Mà khi Chúa gọi chúng ta cái chỗ nào đó, thì cái chỗ đó là cái chỗ trồng gà chúng ta trước nhất. Chỗ đó là chỗ đá sỏi, Chúa muốn chúng ta cài. Quay qua bên kia bên, chỗ nào Chúa gọi là chỗ Chúa muốn chúng ta cài trước. Cài sới đất lên nữa. Ai gần mục sư Thành biết ông cài bao nhiêu năm rồi. Ông đổ mồ hôi, đổ nước mắt, quỳ gối, chai đầu gối bao nhiêu lần rồi mới được gì chứ. Và quý vị là những người thừa hưởng những gì mà ông đã làm. Cho nên khi chúng ta khám phá điều này rồi, kế tiếp chúng ta cần khám phá gì nữa? Khám phá ân tứ Chúa cho mình. Những ân tứ Chúa cho mình, Chúa cho mình ơn gì, tập vào cái ơn đó. Rồi đồng thời Chúa dẫn mình qua cái ơn nào thì bắt đầu thực hành những ơn đó. Đừng có trốn tránh. Cho nên khi mục sư kêu mình làm gì,
Có nghĩa là Chúa muốn luyện tập cho chúng ta để những ơn đó được phát triển cho đời sống của chúng ta. Cho nên ơn tứ mà Chúa cho chúng ta là chức năng của Chúa cho chúng ta. Đừng bao giờ thấy ông đó giảng hay, đánh đàn hay, bắt chước đi chàng giống vậy. Nói cho người kế bên, tôi không phải là cái máy photocopy của anh đâu. Tôi đã từng qua thời trì, thấy người ta tiên tri, mình muốn tiên tri, thấy người ta giảng gì cũng muốn gì, thấy người ta hướng dẫn thờ phượng, cũng muốn mình hướng dẫn thờ phượng đó. Nhưng mà phải biết chính mình, biết Chúa gọi mình. Và khi chúng ta hiểu được Chúa gọi mình là cái gì rồi đó, thì mình sử dụng những gì Chúa cho mình, thì chỉ nhiều như đó đủ rồi. Bởi sao? Chúa gọi Môi-se, Chúa cho ông có gì? Ông có cây gậy thôi. Ông đâu lấy cây gậy người khác đâu, ông lấy cây gậy của ông mà. Nhưng mà cây gậy của ông, cái thánh gọi là cây gậy, trở thành cây gậy của Đức Chúa Trời. Amen không ạ? Cho nên cái gì ở trong tay của mình, Chúa cho mình sử dụng cái đó. Cây gậy đó giáng tai họa trên vua Ai Cập, cây gậy đó khiến biển đỏ rẽ ra, cây gậy đập vào đá nước chảy ra. Cho nên cái gì Chúa cho chúng ta là phép lạ của chúng ta. Ân tứ nào Chúa cho chúng ta là phép lạ cho người khác. Amen. Đừng có bắt chước người khác. Và cũng có nên nhận biết rằng lúc nào là Chúa chấm dứt cái thời kỳ này để Chúa chuyển qua cái thời kỳ khác. Tôi hiểu tại sao tôi chia sẻ cái này hơn là nói tiên tri, nhưng mà tôi cảm thấy đây điều Chúa muốn quý vị nghe. Bởi vì quý vị sẽ có những cái mùa, và trong mùa này Chúa đặt quý vị trong chỗ này, nhưng tới một kia Chúa đưa quý vị qua chỗ khác. Và những ai không có linh tiên tri, không nhạy bén trong tiên tri, quý vị có ở chỗ đó hoài, không bao giờ khá hơn được. Và những người nào cứ cay đắng, cứ buồn giận, cứ ở chỗ hoài. Bởi vì tại sao vậy? Chúa nói đừng nhớ những điều xưa cũ nữa. Đừng nhớ nha, và cũng đừng nghĩ nữa nữa. Vì ta đang làm một điều mới. Chúa muốn làm phép lạ trong sa mạc. Chúa muốn chảy nước trong nơi đồng hoang. Nhưng Chúa dạy tôi điều này nè. Đừng nhớ đến những gì mà người ta làm cho con, dù chuyện xấu cách mấy đừng nhớ nữa. Và ngay cả con thành công cách mấy cũng đừng nhớ luôn. Nhiều người chúng ta hay khoe thành tích của mình trong quá khứ. Đó tại sao ít khi tôi nhớ Chúa làm sao hay lắm. Tự nhiên những gì mà tôi làm xong, những điều gì Chúa cho, dường như tôi quên rất nhiều. Nói tiên tri cho ai đó, họ kể lại làm chứng tôi không nhớ luôn. Trừ một vài cái nào tôi nhớ thôi, dường như tôi không nhớ. Tại sao vậy? Chúa muốn làm điều mới. Mỗi ngày một mới luôn. Sự thành tín của Chúa vốn là lớn. Amen. Quay qua cái bên, chuyện tốt, chuyện xấu, đừng nhớ, đừng nghĩ đó nữa. Chúa luôn luôn muốn dẫn chúng ta càng lúc càng đi lên chốn cao hơn. Vâng, có vài lúc là thung lũng đồng vắng thiệt. Nhưng mà cuối cùng của chúng ta không phải chết trong đồng vắng, mà cuối cùng chúng ta là sống hưởng thụ trong đất hứa. Quay qua cái bên quê tôi, đất hứa. Tôi không chết trong đồng vắng đâu. Để nhận được cái cơ nghiệp mà Chúa dành cho chúng ta, chúng ta phải là người trung thành với người lãnh đạo của mình. Chỉ những đứa con ruột mới hưởng được gia tài. Còn con mồ côi thì không có. Cho nên những người mà tín đồ hay những nhân sự mà nhảy giống như kangaroo vậy đó. Quý vị biết kangaroo không? Tôi biết kangaroo, hiểu. Nên là nhảy. Nó sao con cái đuôi nó búng, cái đuôi nó búng lên và nhảy phóng tới phía trước. Tín đồ kangaroo là gì biết không? Nhảy từ hội thánh này sang hội thánh khác. Cầu nguyện của Chúa ở một nơi nào đó có người hướng dẫn thuộc linh của mình, người cha tụi mình ở đó trung tín. Chúa dạy cho tôi biết rằng có những người cha xấu mà giàu, có những người cha tốt lại nghèo, có người cha vừa nghèo mà vừa xấu luôn. Nên con cái không có gì hết, hoặc được cái này hoặc được cái kia. Số người cha tốt và giàu rất là hiếm.
mà người cha tốt, người cha giàu mà có anh em xấu đó, cũng khó sống. Nhưng nếu như chúng ta có người cha tốt, giàu, anh em tốt, chúng ta là người rất được phước. Hãy để hội thánh mình là người cha giàu, người cha tốt, anh em tốt, ai ở trong đó cũng đều tốt. Amen. Quay về cái bên, bắt đầu hôm nay tôi trở nên tốt hơn rồi đó nha. Thật sự tôi nếu tôi không đưa những điều này ha, mà tôi huấn luyện cho quý vị nói tiên tri đó, quý vị mà không có trở thành mà con người tốt, không nắm được nền tảng đâu gì đó, quý vị có tiên tri quý vị sẽ gây lộn xộn cho người ta thôi. Quý vị hiểu tiên tri dùng để gây dựng, đem đến cái điều tốt cho người khác. Mà nếu mình không tốt sao cho người ta cái tốt được, đúng không ạ? Nói người cái bên tôi tốt tôi mới cho anh tốt được. Mình không có tốt mà sao cho người ta tốt? Không có tiền mà rủ người ta đi ăn. Mấy người mà không có tiền rủ người khác đi ăn đó là biết tại sao không? Tại muốn người ta trả tiền cho mình. Cho nên chúng ta cần khám phá ra mình là ai ở trong Chúa Giê-xu. Biết chúng ta là ai, chúng ta biết chức vụ của mình là gì, biết chức năng của mình là gì, những ân tứ, những tài năng Chúa cho mình là gì. Và chúng ta vận hành trong những cái điều đó. Chúng ta sẽ không bắt chước giống như một ai khác, bởi Chúa dựng nên chúng ta không giống ai hết. Và Chúa cho chúng ta những ân tứ cũng không giống ai luôn. Quay qua người bên, tôi không giống ai hết. Chúng ta cố gắng bắt chước người này, cố gắng bắt chước người kia. Người ta thấy điện thoại mới, mình muốn có điện thoại mới. Người ta có xe mới, mình cũng muốn xe mới. Thấy người ta muốn có nhà lầu, mình cũng muốn nhà lầu. Thấy đầu tư cái này cũng nhà thầu. Hãy trở nên chính mình là người Chúa dựng nên mình. Rồi hội thánh gồm có, chúng ta qua trang 62 nha. Chúng ta có nói sơ qua hồi nãy đó là giảng tiên tri rồi. Tất nhiên là một người mà tiên tri đến, hay là chúng ta có linh tiên tri trên đời sống của chúng ta, chúng ta đến chia sẻ cho người nào đó, thì chúng ta lắng nghe tiếng Chúa để Thánh Linh Chúa nói chuyện với mình. Mình giảng cái sứ điệp mang tính tiên tri cho nơi đó. Cái nhu cầu mà cầu nguyện thế này, đây là điều mà tôi cầu nguyện Thánh Linh xin đồng công với con. Xin dùng con để chia sẻ gì Ngài muốn con chia sẻ. Xin hãy nói qua con. Đừng có định kiến trong đầu, đừng có để ai nói hội thánh đó như vậy rồi mình giảng y chang giống như người ta nói mình. Hãy để Thánh Linh Chúa nói. Rồi hội thánh cũng có những chiên tri trưởng lão, tức như là những người mà được Chúa ban cho sự mặc khải để mà hướng dẫn hội thánh, định hình hướng đi của hội thánh. Và đồng thời đây là những người tiên tri mà phong chức cho người khác. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh tiên tri phong chức cho các vua, tiên tri trong phong chức cho thầy tế lễ, vân vân. Đây là nhiệm vụ. Cho nên khi mà người tiên tri phong chức cái đặt tay người khác, nó không phải chỉ nói không mà khai phóng lời tiên tri cho cái người kia. Và đó là điều mà chúng ta có thể có. Đừng phong chức bởi vì người đó có mối quan hệ tốt. Một sư thành ơi, tôi mời ông đi ăn nha. Mà nhớ ông phong chức cho tôi làm trưởng nhóm chỗ này chỗ nọ. Đừng nghĩ chuyện đó. Và đừng làm chuyện đó nữa. Để Chúa biết người nào đủ tầm, đủ khả năng. Và người đó vô trong đó, họ chiến thắng ở chỗ đó. Chứ họ vô đó bị đánh, nó què gặt, gãy tay, gãy chân. Cho nên nhiều khi tôi xin thưa với chúng ta, nhiều người chúng ta nghĩ mình mạnh nhưng mà không thực sự mạnh đâu. Tôi thấy có nhiều người mạnh nói tiên tri ào trong hội thánh tôi, chứ mà đưa ra có chuyện, gặp chuyện ngã đùng liền. Cho nên xây dựng con người bên trong. Amen. Cho đứng lên và chúng ta cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn.
Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.